Vì rồi là mình học kinh Unapasu mà không biết được gì rồi tuy giảng các vị có nghe nhiều cái ít nghe được tới đâu, hay là bữa nay mình có cần mình giảng lại kinh này hả? Dạ. Unapasu là tôi chỉ nhắc lại thôi. Unapasu là tên của một nữ Dạ Xoa, và ở đây chúng ta biết rằng Dạ Xoa là một trong Dạ Xoa là một trong bốn hội chúng chủ yếu một trong bốn cái hội chúng chủ yếu ở cõi Tứ Thiên Vương, tức là cái cõi là dục thiên, cõi trời dục giới thấp nhất. Thì ở trong đó có cái hội chúng Dạ Xoa, hội chúng rồng, rồi cưu bằng trà, kim sĩ điểu. Thì Dạ Xoa là một trong bốn hội chúng. Cái Tứ Thiên Vương là một cõi dục thiên nhưng mà nó hơi phức tạp ở điểm đó là nó có đủ hạ thượng vàng hạ cát, có nghĩa là bốn hội chúng này đó là hầu hết trong đó là những thành phần đọa xứ nhưng mà có phước, là rồng có cái phước cũng là bàn xanh đó, nhưng mà có cái phước là có thần thông, rồi cũng có cái đời sống vật chất sung túc, chỉ còn không có khả năng chứng quả. Trong đó chỉ có cái hội chúng của Dạ Thác Bà đó và hội chúng của Dạ Xoa đó. Thì gồm cả hai thành phần có thể chứng đạo và không thể chứng đạo. Mà gọi là chứng đạo đây là khi nào gặp được vị Phật trên hạnh giác kìa. Vậy còn nếu mà không có cả cài đó thì cái cõi Tứ Thiên Vương cũng có thể xem là ô hợp sung sướng có, nhưng mà rất là ô hợp, không có được như là cõi đau lợi trở lên. Và trong cái gọi là hội chúng Dạ Xoa đó, nó như chúng tôi vừa nói đó, tức là nó cũng có hai thành phần là để chứng đạo được và không chứng đạo được. Và cái phước về vật chất nó cũng khác nhau, có nghĩa là tuy không có bị đau khổ như là cái loài ngạ quỷ, nhưng mà trong số đó có những Dạ Xoa đó, họ vẫn phải ăn những cái đồ bất tỉnh thực. Thí dụ như họ phải ăn thịt sống, hoặc là họ phải ăn cái đồ dơ bẩn như là ngạ quỷ rồi đó, có nghĩa là họ ăn phân nước tiểu, đàm giải nước miếng vân. Thì Dạ Xoa của Unapasu là nằm ở trong con số đó, có nghĩa là tuy có khả năng chứng đạo nhưng mà hãy ngày nào chưa chứng đạo thì cũng vẫn phải sống bằng cái bất tỉnh thực. Mình có đọc cái mấy cái này mình mới thấy sợ, có nghĩa là một cái người mà đã tu hành ghê gớm lắm, nó có khả năng chứng đạo nhưng mà nếu mà do nghiệp cũ thì người đó cũng có đời sống bất tỉnh. Và trong thế giới loài người mình thấy cũng vậy, có những người thì họ xuất thân là cơ cực, có những người xuất thân thì cao quý, đó là một chuyện. Rồi chuyện thứ hai nữa là giàu cho cái người đó có cái phước về vật chất nhưng mà có thể thiếu thốn về tinh thần, còn cái người có cái phước báo về tinh thần nhưng mà lại thiếu thốn về vật chất, vân vân. Miễn là mình thiếu phước, mình không có được viên mãn thì coi như là mình sẽ bị một cái khiếm khuyết nào đó trong đời sống. Một lát nữa chúng ta sẽ học về một vị bà Sukkā. Thì đây là một, tức là mang thân nữ nhưng mà bà có một cái chiều dày công đức rất là đáng nể. Xuất gia liên tục 7 lần, trong 7 lần, tức là từ đời Phật Từ Bà Thi cho đến đời Đức Phật Thích Ca là cứ gặp phần nào mà cũng đi xuất gia thuộc lòng tâm tạng và vun trồng rất là nhiều công đức suốt 7 đời Phật như vậy, nhưng mà vẫn tiếp tục mang thân nữ thôi. Đó gọi là do cái tập khí phiền não, do cái tiền nghiệp quá khứ thì vẫn mang thân nữ, vẫn mang thân nữ để mà làm để tròn, để chịu, để trọn vẹn, làm trọn trách nhiệm mẹ hay là vợ của mình, hoặc là cũng phải chịu những cái khổ của nữ. Như trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật Ngài dạy rằng là người nữ giàu có nhiều phước báo gì nữa, nhưng mà nếu mà phải sống đời cư sĩ thì phải chịu những cái nỗi khổ mà người nam nó không có. Ví dụ như nữ, Ngài chỉ kể vắn tắt thôi, mình đọc thì mình thấy Ngài kể vắn tắt, Ngài không kể hết. Thì người nói là cũng mang thân người, nhưng mà người nữ họ phải chịu cái chuyện mỗi tháng đó họ phải chịu có cái kinh nguyệt, để là một cái khổ mà người nam không có. Thì khi lập gia đình ấy, thì người nữ phải, Ngài nói theo cái văn hóa xã hội ngày xưa thôi, thì Ngài nói khi lập gia đình ấy, thì phần lớn người nữ phải chịu sai người thân rồi về sống với người lạ. Đó là cái khổ thứ hai. Cái khổ thứ ba đó là khi lập gia đình rồi thì đàn ông vẫn phẫn phơ thoải mái, dầu có phải làm việc nặng nhọc đồng áng, nhưng mà người đàn ông không phải chịu cái cảnh là mang nặng đẻ đau như là nữ. Nhiều và nhiều lắm, nhưng đại khái là ngày kể 4-5 cái điểm khác biệt nhau giữa thân nữ và thân nam, thì Ngài chỉ kể vắn tắt, chứ còn chúng ta thấy rằng còn nhiều hơn vậy nữa. Chẳng hạn như mang thân nữ thì tự nhiên cái tấm thân của mình ấy, dù mình có làm quần qua cái ngày đi nữa thì cái sức khỏe mình vẫn không bằng người nam, sức mạnh á, sức mạnh bằng người nam. Rồi chính từ chỗ này nó mới dẫn đến những cái khía cạnh tâm lý. Hãy nữ là thường là sống trong sợ hãi, thì mình dễ bị tấn công, mình dễ trở thành nạn nhân của những cái bạo lực. Cho nên là nữ dễ sống trong sợ hãi, đi đâu đi đứng thì rất là bất tiện. Và trong cái tình cảm gia đình thì người nữ hãy thường trực vật lộn, đấu tranh với những cái sự sợ hãi và ghen tuông vô cớ, luôn luôn ở trong cái thế bị động, sẽ dễ bị, tức là người nam họ cũng ghen tuông và cũng sợ bị đánh mất tình cảm, nhưng mà nữ thì cái sợ được nhiều hơn. Và cái tuổi già dễ tấn công người nữ hơn người nam, tấn công ở chỗ nào người nữ dễ bị sự âu lo về nhan sắc, về sức khỏe, về hạnh phúc gia đình. Trong khi nam thì không, nam thì cũng khi yêu thì cũng sợ bị mất, khi yêu thì cũng phải ghen tuông, nhưng mà không có ly chi rất chết như người nữ. Người nam có tiền, có sức khỏe thì 60 tuổi vẫn ok, nhưng người nữ giàu là tỷ phú, học thức, có gia thế, có nhan sắc, nhưng mà 50 ngoài là bắt đầu lo, nỗi lo thường trực và ngày một nhiều. Khi mà chồng của mình thì vẫn còn khỏe, vẫn còn đẹp, vẫn còn có khả năng thu hút nhiều mình, đại khái. Đó là những nỗi khổ kể ra bằng những ngôn từ nhẹ nhàng á thì thấy nó không dễ sợ, nhưng mà đó là những nỗi đau kinh hoàng mà người nam không có. Thẩm mỹ viện ở đời được lập ra là cho nữ nhiều hơn là nam. Tại sao tôi phải đánh một vòng rộng như vậy? Là bởi vì tôi nói trước, đến lát tôi khỏi nói. Thứ hai, tôi đang nói về trường hợp của nữ Dạ Xoa Unapasu, có nghĩa là bà có phước. Dạ Xoa là có phước rất là nhiều mới có thể đắc đạo được, nhưng mà cũng do những cái nghiệp quá khứ, cho nên đời này đấy phải mang thân Dạ Xoa và mang thân nữ Dạ Xoa, phải có 2 con, rồi vẫn phải sống bằng bất tỉnh thực. Thì một ngày kia thì phải đi dắt 2 đứa con đi kiếm đồ dơ để mà ăn. Một đứa là nữ, một đứa là nam. Đứa nam thì nó lớn, một đứa nữ thì nó nhỏ. Rồi đi ngang một cái hội chúng, Đức Phật đang thuyết pháp, thì Unapasu dừng lại nghe pháp. Thì lúc đó đứa nhỏ nó khóc, đứa lớn nó khóc, thì bà mới dùng cái bài kệ mà chúng ta thấy trong Chánh Kinh ấy để mà dỗ con. Và đứa con nó cũng có đủ cái duyên giác ngộ, cho nên nó mới nói với mẹ, trấn an mà mẹ, con nhớ con khóc, mẹ cứ yên tâm nghe pháp đi. Sau buổi giảng đó thì 2 mẹ con đều chứng quả dự lưu. Còn riêng cái cô gái nhỏ đó thì có duyên làm giải thoát, nhưng mà ngay lúc đó thì tạm thời không hiểu gì hết. Tôi đánh một vòng để rồi tôi kết thúc bài kinh là như vậy đó. Có nghĩa là trong cái lúc mà mình tu tập để cầu đạo giải thoát, nếu mà vung tới duyên lành mình còn một chút khiếm khuyết thì đến cái chót mình cũng vẫn phải có, hãy công đức khiếm khuyết thì cái quả vị nó cũng hỗ trợ khiếm khuyết. Cho nên hôm nay mà coi như là có đi chùa nghe pháp, bố thí, cúng dường, phục vụ, làm cái gì đó mình cũng phải nhớ chứ, đừng mong sao công đức đừng có điều khiếm khuyết, và tất cả khiếm khuyết thì hạn chế càng nhiều càng tốt. Những cái thói xấu, những thói hư tật xấu, bởi vì phải nói là làm phước cho nhiều, nhưng mà cái tánh nữ bỏ không được, cái tánh nhỏ mọn bỏ không được, cái tánh ganh tị, cái tánh nóng giận, cái tánh toan tính so đo, hạnh huệ, so kè, sanh nặng, những cái tánh đó nếu mình bỏ được thì công đức có khiếm khuyết. Nghĩa công đức có khiếm khuyết thì quả vị có khiếm khuyết. Cứ nhớ nhiều đó thôi. Tức là người ta kiếp chót mà ta đắc quả, kiếp chót đừng gặp Phật ấy, mà cũng vẫn phải gặp một chút trục trặc. Ok, đó là xong bài kinh. Bài kinh tiếp theo là bài kinh Sudatta. Chúng ta còn nhớ một nhân vật tên là Nagadatta mà mình đã học kỳ trước. Thì tôi nói Devadatta là Devadatta đó, có nghĩa là trời cho. Deva là chữ thiên, Devadatta là trời cho. Tôi dịch là thiên tứ, hoặc là thiên bẩm, hoặc là thiên phú. Còn vì một vị vua trong kinh ấy, Brahmadatta là tôi dịch là Phạm Tứ, là quà tặng của Phạm Thiên. Rồi một cái nhân vật tên là Nagadatta thì tôi dịch là Long Tứ, nghĩa là quà tặng của Long Vương. Rồi ở đây mình thấy các ông Cấp Cô Độc. Thì cái Cấp Cô Độc đó thật ra nó là cái ngoại hiệu của ông, ngoại hiệu của ông cũng giống như là Đông Tà, Hoàng Dược Sư. Thì mình thấy đó, được cái tên thiệt của ông là Hoàng Cố. Nhưng mà bởi vì ông rất là giỏi nho y lý số. Nho có nghĩa là ông chữ nghĩa rất là khác, thi ca văn học lịch sử rất là khác. Y đó là nói về nho, còn y có nghĩa là nghề thuốc, lý là dịch lý kinh dịch, còn số là toán số. Thì ông bói toán rất là giỏi, cho nên mà cái nổi bật trong đó là cái nghề thuốc ông, cho nên là gọi là Hoàng Dược Sư. Và nói về tính cách thì trong Ngũ Bá ổng là một nhân vật là khó mà xếp vào chánh hay là tà lắm, không ác như Tây Độc, không thiện như Vương Trùng Dương hay là Đoàn Nam Đế, mà cũng không gọi là hào sản tiêu sái như là Hồng Thất Công, mà cũng không có tồi tệ như là Tây Độc. Thì ổng nhìn ổng là ác, là có ác, nhưng mà cái ác ổng ác cái kiểu ác của chính nhân quân tử. Mà ổng chính nhân quân tử nhưng mà ổng cũng có những cái mà quân tử thứ gì cái họ cũng kỹ. Ví dụ như ổng quá khích khi mà ổng trừng trị học trò chẳng hạn, nhưng ổng cũng có cái đẹp khi mà ổng đối xử đẹp với học trò. Ổng nữa thì nữa kia nó gọi mà đông tà. Đó là cái ngoại hiệu không. Thì cái ông Cấp Cô Độc cũng vậy. Ông Cấp Cô Độc là cái tên thiệt gì, tên mẹ đẻ là Sudatta. Sudatta đây nó có nghĩa là cái món quà cao quý, sú là tốt đẹp đó. Còn đáp đó là món quà tặng, cái được trao tặng. Sudatta tức là món quà cao quý, Thì món quà như ý, món quà cao quý không phải là món quà như ý, món quà mà làm vui lòng cái người nhận. thì suy nghĩ ông lớn ông được gọi là Anāthapiṇḍika. Anātha có nghĩa là homeless. Anātha là homeless, là cái người mà không nhà cửa hả, hoặc là cái người không có được ai giúp đỡ hết. Còn cái chữ Piṇḍika thì có nghĩa là ổng cho ăn cho mặc, ổng là cái người nuôi dưỡng, người trợ cấp. Ổng là cái người trợ cấp, nuôi dưỡng, cho ăn cho mặc đối với những cái kẻ mà không, kẻ cơ nhở, khó khăn, cơ hàng đó. Từ giờ đó ổng mới có tên là Anāthapiṇḍika. Thì bên Tàu á, người ta dịch là Cấp Cô Độc. Thì đây là chữ dịch xưa, đây là chữ dịch xưa. Chứ còn cấp đây nghĩa là cung cấp nữa. Còn cô độc là những người chúng ta nói là đời người có bốn cái khổ là cô độc quan quả. Cô là cái người già không ai nuôi. Xin lỗi, cô là lộn nha. Cô là trẻ con không cha mẹ. Cô là trẻ con không cha mẹ thân nhân. Còn độc á là người già không chỗ nương tựa, không có chỗ nương tựa gọi là độc nha. Mà đôi khi đó giờ mình cứ nói cô độc mà mình không hiểu gì hết. Cô á là trẻ không cha mẹ, người thân không thân nhân hay là cha mẹ. Còn độc đó là người già không nương tựa. Còn quan á là đàn ông mà chết vợ, mà quả đó là đàn bà chết chồng như quả phụ vậy đó. Thì đây là bốn cái khổ trong đời người: cô độc quan quả. Quan cái chữ này thì người Việt mình ít biết, nhưng mà chữ quả thì biết, như quả phụ, như là bà quả phụ gì đó, bà quả phụ gì đó. Thì được rồi, quả đây cũng là đàn bà chết chồng. Thì bốn cái khổ cô độc quan quả. Nhưng mà khi mà người ta nói tắt á, người ta nói gọn á, người ta chỉ nói cô độc thôi. Có nghĩa là già mà quạnh hiu hoặc trẻ mà quạnh hiu thì đều chỉ bơm hết vô trong đây. Còn quan quả này không có chắc. Bởi vì quan là đàn ông chết vợ, người ông chết vợ còn là điều hay nữa, chưa chắc chết vợ là khổ. Bởi vì trong đời đàn ông có hai giây phút mà khó quên. Một là cái bữa cưới vợ, rồi cái bữa mà mất vợ. Mất ở đây có thể là vợ chết, hay là ly dị, hay là vợ theo trai, hay là mình theo gái. Thì cái ngày đó là ngày hạnh phúc. Chưa chắc chết vợ là khổ đâu. Chỉ có 50-50 thôi. Còn quả cũng vậy. Vợ mà kiểu như là cái bà mà thiếu phụ mà lấy quạt, mà quạt mồ, mà chờ cho cái mồ chồng xanh cỏ để đi lấy chồng theo cái lời hứa mà lúc mà vĩnh biệt đó. Vợ mà kiểu đó, nó tiếng Việt Nam nó kêu, tiếng Mỹ nó kêu là LDS hả? LDS, tiếng Mỹ nó kêu là LDS. Tiếng Việt Nam mà nó kêu là lựu đạn xét, lựu đạn xét. Có nghĩa là trong đi sớm mình đi với người lạ. Thì cho nên muốn là cô độc quan quả, mình nói tắt chỉ còn cái cô độc thôi. Còn quan quả là chưa chắc khổ, cho nên mình chỉ để cô độc. Thì cái ông Cấp Cô Độc này nè, ổng là chuyên giúp đỡ những cái người như vậy đó. Cho nên là ổng được gọi là Cấp Cô Độc. Thì trong kinh nói rằng đó, ông là lúc mà ông chưa biết Phật ấy, chưa biết Phật ra đời đấy, thì ông có một người anh rể, có người anh rể thương nhau lắm, anh em cột kèo thương nhau lắm. Nhưng mà mỗi lần mà ông do công việc làm ăn mà ông đi đến cái chỗ thành phố của người anh ấy, thì thôi anh em gặp nhau là trắng đêm hàng nguyên tâm sự, rồi đãi đặng ăn uống rồi vui vẻ đó. Nhưng mà có một lần đó, ông tới xong thấy người anh nó có vẻ hững hờ mà lu bu lăn xăng, rồi cứ kêu người nhà dọn chỗ cho chú nó ở nha. Nói xong rồi là ông không thèm dòm mặt, ông cứ lo chạy ra chạy vô vô như gà mắc đẻ. Thì các cô đọc nó rất là lạ, nó suy nghĩ xem ông anh mình mỗi khi là ổng lạ lùng, ổng mới hỏi anh có chuyện gì bận hay không, nếu không tiện thì em đi. Cái ông anh không có, trời ơi em tới là quý quá rồi, em đừng có điều tại người bệnh ngày mai đó, thỉnh Phật tới trợ tăng ấy. Thì ông chỉ nghe có một chữ Phật thôi, ông chỉ nghe có một chữ Phật là ông sững sờ, khủng khiếp như vậy. Ông chỉ nghe có một chữ Phật thôi, thì ông mới hỏi lại lần nữa, ông nói Phật hả? Anh mới nói gì? Người anh nói thì Phật, Đức Phật ấy, cái người giác ngộ đó, tự mình giác ngộ thành bậc đại giác, cũng có thầy bà gì hết đó. Mà làm thầy người ta không, Phật là vậy đó. Thì ông Cấp Cô Độc nghe là ông phải nói là ông sững dững, choáng váng, ông vui, ông hạnh phúc. Thì trên kinh mấy cái đêm đó coi như là ngủ được. Cuối cùng ông mới buổi chiều cũng có hỏi là ngài đang ở đâu đó, thì anh mới nói thì ở đó, chỗ đó tức là nhà mình băng qua một cái khu rừng rồi tới chỗ ngài. Thì Cấp Cô Độc không ngủ được, thì cuối cùng quyết định là ông hôm đầu ông tính là sáng mai sẽ gặp, sáng mai ngài sẽ tới đây, nhưng mà đêm nó ngủ không được. Cuối cùng ông phải thức dậy rồi ông mở, ông ở trên một tầng lầu, ông mở ông cửa đi ra, đi xuống lầu. Rồi ông đi ra khỏi nhà, băng qua khu rừng đó. Mà trong khu rừng đó là một cái nghĩa trang, mà tên luyện không phải là nghĩa trang mà là cái bãi tha ma đó, người ta luyện xác. Thì những con như con linh cẩu rồi cái loại mà nó ăn thịt sạc chết đó, nó đầy đó là những tiếng tru, những tiếng hú rất là dễ sợ, và những bộ xương người thì trống hiếu, những cái đầu lâu lấp lánh trong đêm. Rồi thì là những cái xác người trương phình chảy nước hôi thối, rồi những cái xác mới vừa bị ném hồi chiều vẫn ngày hôm qua. Nói chung là khi tưởng tượng một cái bối cảnh mà kinh dị không thể đáng sợ hơn. Thì ông đang nghĩ về Đức Phật, thì ông nghĩ về ngài bằng cái niềm vui, một lòng háo hức, bằng một cái niềm tịnh lạc hoan hỷ như vậy đó. Thì giống như ông được trợ lực bởi một cái trạng thái tâm lý mà quá là active như vậy. Cho nên ông trong kinh đó là giống như có hào quang vậy đó, có ánh sáng rọi đường cho ông đi. Nhưng mà khi mà ông dắt phải một khúc xương khô, một cái đầu lâu, ông giật mình. Khi ông giật mình như vậy đó thì ánh sáng nó mất. Ông nhìn bốn bề rồi thấy phải nói là kinh hoàng. Ông tính quay luôn, thì lúc đó một dạ xoa tức là Si Vật Cát. Si Vật Cát. Đúng là cái tên này, đúng cái này cái tên riêng cũng chẳng cần hiểu là gì, nhưng mà tại vì mình học được, mình học được thì tốt. Si Vật Cát có nghĩa là cái kẻ an toàn, hay là cái người bản thân mình nó an toàn, hoặc là mình, hoặc là cái người mà đem lại cho người khác sự an toàn, gọi là Si Vật Cát. Sĩ mà tôi muốn quý vị biết chữ này là bởi vì mình chỉ nói có mấy câu mà tôi biết thêm chữ mới để mốt mình lấy cái này mình đặt tên con, mình đặt pháp danh cho con, hay là mình lấy là pháp danh cho mình nhé. Mình sống sòn mà cũng đem lại sự an toàn cho người khác thì là Si Vật Cát. Bản thân an toàn hoặc là đem lại sự an toàn cho người khác thì gọi chung là Si Vật Cát. Cho nên thành Siva cái chữ rất là hay, cái nghĩa rất là đẹp, và một trong những cái ý nghĩa của Niết Bàn trong đó là chữ Siva. Siva có nghĩa là chữ chỗ an toàn, nghĩa bóng thôi, chứ Niết Bàn không phải là một không gian, nó không phải là một cái nơi chốn, nó không phải là một cái space, không phải là một cái location hay là một cái place, mà nó chỉ là cái ý nghĩa thôi, ý nghĩa cái trạng thái Niết Bàn là sự an toàn, gọi là Siva. Thì lúc có một dạ xoa tên là Siva đó, dạ xoa này đó là bà con quá khứ tiền thân của bà con kiếp xưa của Cấp Cô Độc, vì không muốn người bạn của mình, không muốn người thân của mình là bỏ lui, rút lui, bỏ ngang một cái cuộc đi ý nghĩa như vậy. Cho nên ông xuất hiện, ông đọc cái bài kệ mà mình thấy đó. Mà tại sao tôi giảng chậm chỗ này là bởi vì thứ nhất là tôi biết bữa nay giá nào sống chết buồn vui phải giảng cho tác phẩm này, nên là mình cứ giảng thoải mái. Thứ hai nữa là tôi muốn nhấn mạnh chỗ này là bởi vì nó có một điều lạ là kinh sách tôi đọc nhiều, nhưng mà đặc biệt cái đoạn này nè đã là một hành trang rất là lớn mà tôi mang theo thường trực trong cái đời tu của tôi. Cái đoạn này, cái câu nói đó, cái câu nói của Dạ Xoa này trong Cấp Cô Độc, thì tôi thấy Cô Độc muốn bỏ cuộc thì Dạ Xoa mới nói thế rằng: ông hãy nhớ rằng từng bước chân của ông bây giờ đó, từng bước chân của ông bây giờ nó đáng giá ngàn vàng. Cái ý như vậy, giống như bên Tàu mà họ muốn nói một bài thơ, một bài văn mà hay, họ nói là nhất tự thiên kim, một chữ thôi đó là đáng giá ngàn vàng. Thì ở đây Dạ Xoa này nói mỗi bước chân của ông đáng giá ngàn vàng, ông biết không? Mà tại sao tôi nói bài kinh đó là hành trang của tôi, là có nhiều khi nửa đêm nửa hôm mà mình buồn ngủ, mình không mình muốn thức dậy, hoặc là ban ngày mình muốn làm, mình muốn làm việc gì đó cần thiết mà mình làm biến, tôi cứ chợt nhớ câu này, chợt nhớ câu là một bước đi của mình lúc này, một cái sự dở tay dở chân của mình lên lúc này của mình ấy, và lúc này nó đáng giá biết là bao nhiêu. Mình tự nhủ lòng như vậy, phải nói ví dụ như bây giờ buổi sáng là buồn ngủ chứ, là tối này là coi như là 2 giờ hơn tôi mới ngủ, 2 giờ hơn đang ngủ rồi thì cái Skype nó kêu hả, Skype nó kêu rồi cũng phải giật mình rồi ngủ lại rất là khó, có tuổi rồi. Sáng nay thì rửa mặt cái hai bên thái dương tóc bạc, tóc bạc già rồi. Các vị đừng có nghĩ rằng mình 40 ngoài, 50 ngoài hoặc là 60 ngoài là còn trẻ, nó khó nói lắm. Bởi vì tùy cái thể trạng của mỗi người, tùy cái sức khỏe mỗi người, tùy cái tình trạng tâm lý mỗi người. Với cái đời sống tinh thần của tôi mà cộng với sức khỏe của tôi thì 40 ngoài là già rồi. Cái đó không phải là than vãn, mà cái đó là lời cảnh tỉnh, cảnh giác bà con. Tức là đừng có nghĩ rằng 40 mấy là trẻ, nó khó nói lắm. Thì với cái biết của tôi về Phật Pháp cộng với sức khỏe của tôi thì như vậy là tôi cũng đã là, tôi nghĩ là cũng phải là bằng 60 ngoài với người ta rồi đó. Cái ngồi dậy của mình lúc này, cái bước chân của mình lúc này nó đáng giá ghê lắm. Mình cứ nhớ như vậy, đêm nay lúc này quý vị đang nghe chứ để thấy không có gì, nhưng mà kể từ lúc nghe bài kinh này xong cứ nhớ chừng mỗi lần người lười biếng mà muốn làm cái chuyện làm thiền hay tụng kinh hay muốn làm gì hay mình tự nhủ mình bây giờ chỉ cần mà mình bắt mình ngồi dậy thì cái động tác ngồi dậy này nè giá trị biết là bao nhiêu nha, giá trị biết là bao nhiêu, cứ nhớ bao nhiêu đó thôi, bao nhiêu đó. Thì 3 lần 4 lượt như vậy ông cứ sợ rồi ông hết sợ, sợ rồi hết sợ, rồi cuối cùng cũng đến được với chỗ Thế Tôn. Thì tôi giảng bằng chú giải nha, có nghĩa là khi mà ông đi đến ông vui lắm, ông mới nghĩ thế này: ai trong thiên hạ cũng biết ta bằng cái ngoại hiệu Cấp Cô Độc, ai trong thiên hạ cũng biết ta bằng qua cái tên gọi là Cấp Cô Độc, cái ngoại hiệu là Cấp Cô Độc. Nhưng mình nếu ngài là bậc đại giác thì bắt buộc chắc chắn thì ngài phải biết cái tên mẹ đẻ của ta, tên cúng cơm của ta là gì nha, tên cúng cơm. Ở đây bà con biết chữ cúng cơm mà tên cúng cơm có nghĩa là khi người ta còn sống đó, kêu là ví dụ như là Hoàng Vi Ta, Chính Cùi Du Trột. Ví dụ như vậy, nhưng mà tới hồi mà mình chết rồi thì bà con họ khấn, vẫn khấn là Lê Văn Tèo, Trần Văn Thúy, chứ họ đâu có khấn cái nickname hay là cái tên mà cái ngoại hiệu giang hồ của mình ha, tên cúng cơm. Thì ông nghĩ như vậy, nghĩa là thiên hạ chỉ biết mình qua cái tên cái ngoại hiệu thôi, nhưng cái tên cúng cơm mình thì bắt buộc là ngài phải biết. Ông nghĩ như vậy đó, chứ ông đâu còn cái cách nào để ông tin tưởng ngài là Đức Phật, ngài là bậc đại giác. Thì ông nghĩ như vậy đó, thì lúc đó là ông đã đi đến gần chỗ ngài. Thì lúc đó các vị thấy ngài lên tiếng, ngài hỏi ông, ngài lên tiếng hỏi ông, ngài nói rằng: tới đây nè, tới đây, Như Lai đang ở đây nè, tới đây, xuống đất đó. Thì ông nghe như vậy đó là ông cực kỳ hoan hỉ, ông cái đúng rồi, đúng là ngài rồi. Mà tại sao ông nhanh như vậy là bởi vì trong kinh đó là đại chuyên nhiều đời mà, túc duyên ông tu 100.000 đại kiếp mà, tu 100.000 đại kiếp, cho nên ông đơn giản như vậy thôi. Ngày Mahā Kassapa cũng vậy, chứ vừa gặp Đức Phật thôi, ngày Mahā Kappina, Mahā Kassapa đều như vậy hết, vừa gặp Đức Phật thôi. Và do cái quá trình tu tập Ba La Mật của họ nó quá suôn sẻ thôi, họ không có nhiều cái tà kiến, họ không có nhiều những cái nghi hoặc không cần thiết. Cho khi mà họ gặp được ngài giống như con về với mẹ, rất là mau lắm. Các vị cũng biết mà, đứa bé đó nó trải qua một thời gian 9 tháng ở trong bụng mẹ đó, nó coi như nó thuộc lòng cái nhịp đập của tim mẹ. Cho nên khi mà nó ra đời, nó có một cái liên lạc rất là chặt chẽ mật thiết với mẹ. Nó nằm trên tay mẹ là nó cảm nhận được cái sự thân thuộc của cái nhịp tim mà ngay từ lúc nó còn trong bụng nó đã biết rồi. Cho nên khi mà nó sanh ra đời là nếu mà cách ly liền thì ok, chứ còn nếu mà bà mẹ vẫn tiếp tục chăm sóc nó dài là từ những cái quan hệ rất là sinh học, rất là sinh học, đừng nói là những quan hệ mang tâm lý nghe. Cái đó là quan hệ mẹ con ở đây cũng vậy. Khi mà mình nói với các bậc hiền thánh ấy, mà mình có một cái sự giao cảm ấy, có một cái sự giao cảm thì khi gặp gỡ ngay phút sơ ngộ nó cũng là hạnh ngộ, nó cũng là một sự tạo phùng, nó cũng là một sự tương ngộ ấy. Còn nếu mà mình không có đủ cái tâm lành để mà diện kiến, gặp gỡ, gần gũi, tiếp cận hiền thánh ấy, thì cứ mãi hoài một cái khoảng cách khốc liệt giữa mình với hiền thánh. Cho nên mình sống gần một con người có vĩ đại như thế nào đi nữa mình không có cảm nhận được. Phải nói như vậy, sống làm sao mà để gần người ác, gần người xấu mình cảm thấy không an lạc, rồi mình rất là dễ dàng mau chóng bắt được cái tần số, cái làn sóng, mau chóng bắt được cái, biết được cái passcode, tính nhận ra cái tín hiệu của người lầm. Sống như vậy là tốt ha. Rồi thì các cô độc mới giảng pháp cho ông nghe, rồi chứng quả tu đù quần. Và ngay sau cái ngày đó ông tức tốc trở về, tìm đất để mà mua lại rồi xây dựng cái đạo tràng Kỳ Viên để mà cúng dường Thế Tôn. Và cái chỗ đó ngài đã sống, ngài đã qua ngài đã trải qua đó là 19 mùa an cư. Khi ngài nhập hạ đó là 49 mùa hạ trong cái cuộc đời này, riêng cái đó là hết 19 mùa hạ để hoàn pháp. Bởi vì cái Savati đó, Xá Vệ đó, nó là thủ đô của xứ Kosala, nó là thủ đô. Mà Kosala lúc bây giờ là cái quốc gia phồn thịnh bậc nhất của Ấn Độ. Ấn Độ lúc đó được chia thành 16 tiểu quốc, tức là 16 phần lãnh thổ, dưới cái sự cai trị của 16 ông vua. Thì trong số đó thì xứ Kosala là xứ lớn nhất, hùng cường nhất, quân đội, kinh tế, quân sự, kinh tế, quốc phòng, đều giáo dục, đều mạnh nhất. Quân sự, tức là quốc phòng ấy, kinh tế, quốc phòng rồi kinh tế, rồi từ đó là văn hóa mạnh nhất. Mà ông vua lại là người có đạo đức, ông là Phật tử thôi, cho nên nó là cái xứ Kosala bây giờ nó là xứ mạnh nhất. Mà Savati là thủ đô của Kosala, đó là chỗ đi về của thiên hạ muôn phương. Cho nên nó ông thấy là cái chỗ này nè có một đạo tràng cho Thế Tôn hoằng pháp thì là số một. Giống như ở châu Âu mà có cái Paris, có London, có Berlin, có Bonn vậy đó, có München vậy đó. Cho nên đó là ông xây dựng một cái đạo tràng đó. Và khi ông trở thành Phật tử rồi là ông dĩ nhiên chữ tăng là ông thương quý lắm. Từ một vị tăng thọ ở Sa Di, tức là một Sa Di còn nhỏ xíu mà tu, cho đến một vị bậc đại thánh như là ngài Xá Lợi Phất hoặc là Đức Phật, thì ông đều một lòng thương quý, đặc biệt như vậy. Một đời chỉ biết làm phước cũng nhiều. Cho nên và ông với bà Mũi Sở Khai có điểm đặc biệt. Cái này là kinh nói thường kể lại thôi chứ các vị nghe là đừng có nhờ, đừng có nghĩ oan tội nghiệp thôi. Thì hai người có suy nghĩ tội nghiệp lúc đó nữa. Mỗi lần hai người đi chùa đó thì đã có suy nghĩ là ta đừng để cho mấy ông sư nhỏ đó thất vọng khi thấy ta đi vào chùa bằng hai bàn tay không. Thương ông sư nhỏ đó, thương nó mất. Hay là sáng thì có cái thứ cúng dường buổi sáng, mà chiều thì có thứ cúng dường buổi chiều. Cho nên hai người có suy nghĩ rất là dễ thương, là ta đừng bao giờ để cho mấy em sư nhỏ đó nhìn với hai tay của ta mà họ thất vọng. Một suy nghĩ rất là dễ thương. Thì họ được gọi là đại thí chủ ở chỗ đó. Họ làm phước mà họ không nghĩ gì đến công đức hết, mà họ chỉ nghĩ đến cái người nhận chứ. Họ chỉ mong người nhận được cái gì chứ. Đây là một điểm rất là đáng nói ở đây nha. Cái thứ mình thí chủ thứ thiệt là phải là như vậy. Họ cái lòng hào sảng của họ nó đạt tới cái cảnh giới là họ không còn màng gì. Dĩ nhiên là sao họ không tin nghiệp báo được, họ phải tin chứ, nhưng mà cái mạnh ở họ nó không phải là cái quả báo cá nhân, họ hưởng được cái gì đời sau kiếp khác. Mà lúc bây giờ đó họ bố thí bằng cái tấm lòng của một người mẹ, của một người chị, của một người anh, của một người bạn. Họ trao ra và họ nghĩ nhiều về người nhận, họ không nghĩ nhiều về bản thân mình. Dễ sợ như vậy. Và thậm chí trong kinh có kể một cái câu chuyện mà nó trở thành ra một cái điều mà tôi suy nghĩ hoài. là có lần đó Đức Bồ Tát mình, tức là tiền thân Đức Phật mình, ngài cúng dường cho một Đức Phật Độc Giác. Thì lúc đó ác ma thiên tử đó, thì mỗi thời kỳ có một ác ma khác nhau. Thì ác ma thiên tử biết rằng Đức Phật Độc Giác nó vừa nhập thiền viện 7 ngày không ra ăn uống, nếu hôm nay mà vị này không có gì bỏ vào bụng thì sẽ lập tức vứt tương tịch. Mà đó là cái điều mà ác ma, cho nên ác ma tìm mọi cách để đừng ai cúng dường thực phẩm cho ngài. Thì lúc đó đó Đức Phật Độc Giác ôm bác đi đến trước nhà của Bồ Tát Thích Ca mình. Thì Bồ Tát Thích Ca mình đâu không có biết là vị này mới vừa nhập trình diệt, mới vừa trải qua một cái cơn nhập định 7 ngày chưa ăn uống. Bồ Tát không biết, nhưng mà Bồ Tát chỉ một lòng thương kính nhìn thấy ngài thì Bồ Tát mới đem thực phẩm để cúng dường. Thì lúc đó ác ma không tạo ra một cái hố sâu, tạo ra khoảng cách giữa Đức Phật Độc Giác và Bồ Tát, một hố sâu và đầy lửa đầy than hình, lửa đỏ. Thì lúc đó Bồ Tát biết liền, biết rằng đây là một cái đây là hình ảnh dễ sợ của cái gì này, quý vị không tin mình. Thưa với Đức Phật, trôi dầu hôm nay mà con có phải xa vào địa ngục vì cái sự cúng dường này. Thì thưa tôn giả, con cũng vẫn tiếp tục làm. Dễ sợ như vậy. Cái lòng người ta tốt, cái tấm lòng của ta. Tức là cho dầu có vì cái sự cúng dường này mà con có phải bị đốt nữa địa ngục ấy, thì con cũng vẫn cúng dường. Thì khi mà Bồ Tát nói như vậy thì cái hố than hừng nó lập tức biến mất. Dễ sợ như vậy. Kể câu chuyện này biết rồi, biết đã lâu, rồi kể lại mà tôi vẫn thấy nổi da gà. Cái tâm hồn của một cái con người hào sảng. Mình làm phước thì dĩ nhiên mình có tin nghiệp lý, mình còn nghĩ đến cái quả báo đời sau kiếp khác. Mình được cái này cái kia chưa ghê, mà cái ghê chỗ là trao ra chỉ nghĩ đến người nhận họ được cái gì. Dễ sợ như vậy, đẹp như vậy đó, đẹp như vậy đó. Trong kinh gọi là Muttapa đấy, Muttapa ni, tức là cái bàn tay rộng mở đã đành mà ngay cả cái lòng mà rộng mở, một cái bàn tay rộng mở đây là nghĩa là gì? Cái là khi mình trao ra mình còn mong mình nhận được là cái gì đó, thì mình mới trao ra tay phải nhưng mà tay trái mình nắm lại. Hay vậy đó. Mút tá là giải thoát, mút tá cũng nghĩa là phơi mở. Khi mà mình trao mình bố thí, mà mình bố thí có nghĩa là mình mở rồi, mình mở bàn tay mình ra, nhưng mà mình có cái lòng mình mong mình nhận được cái gì đó thì cái bàn tay kia nó nắm lại. Một tay mở, một tay nắm. Còn bố thí mình đến mức cao cấp là hai tay đều mở, trao ra là tạo nên mà lòng không có nghĩ nhiều về cái, lòng không có đắm say trong cái quả, mà chỉ nghĩ nhiều về cái người nhận thôi. Đặc biệt là chỗ đó, tức là tay mở mà tim cũng mở, mà như vậy thì công đức nó mênh mang hà sự này. Cái bất tác là vậy. Bất tác ta đi là cái tham là cái lòng bàn tay ấy. Còn cái bất tác là release, là open. Đó là cái điểm đặc biệt của Cấp Cô Độc. Mong rằng các vị sư nhỏ không có thất vọng khi nhìn vào bàn tay của ta. Đặc biệt như vậy, chỉ nghĩ như vậy thôi. Mỗi thứ hai cái người quý sĩ ca Cấp Cô Độc họ còn cầu phước báo gì nữa. Hai vị sơ quả một phần ngàn cái công đức bố thí của họ trong kiếp xưa là hưởng đó không hết, nói gì là 1/1000 của kiếp này. Vậy mà cả đời họ vẫn một lòng hào sảng, bởi vì họ không còn nghĩ đến mình nữa, họ không còn cầu công đức cho bản thân nữa, họ nghĩ đến người khác thôi. Rồi xong, cái là cái điểm xuất sắc khi mà mình xem một bài kinh mà mình nhìn thấu được những khía cạnh như vậy đó. Thì cái lợi lạc nó lớn hơn là mình cứ nhắm mắt nhắm mũi mình biết còn khúc tay. Thì ngó chánh kinh, chẳng hạn như bài kinh Cấp Cô Độc, mà nếu mà các vị tưởng tượng mà mình chỉ biết qua cái chánh kinh không đó, thì nó không có phê, phải xài tiếng Việt là nó không có phê bằng cái mình biết luôn là cái chú giải nó đã lắm. Nó đã lắm. Cho nên khi tôi đọc cái này đó là tôi sung sướng các vị rất là nhiều. Sung sướng rất là nhiều. Không giống như người có răng, họ ăn một buổi ăn nó trọn vẹn người răng yếu hoặc là không có răng hoặc là răng giả. Rồi một cái người mà không có bệnh đó, thì cái lưỡi của họ nó thưởng thức trọn vẹn hơn là cái người lưỡi lâu quá chưa có cạo, hoặc là lưỡi bị sốt lâu ngày nó lạc răng rồi lưỡi rồi ok. Mà chưa hết, nó còn cái là trong miệng có đạn, nó có bị lỡ hay không nữa. Bởi vì nếu răng ok, lưỡi ok mà trong miệng nó bị lỡ thì ăn cũng ok. Muốn có bữa ăn ok là cái nguyên cái vòm miệng của mình phải á về tên ok, răng là phải ngon phải chắc, rồi cái lưỡi cũng phải ngon lành không có vấn đề, cái vòm họng không bị lỡ, không bị rác. Thì coi kinh sách cũng vậy, mình thưởng thức và tới nơi tới chỗ nó đã đợi địa. Ok, giờ tiếp theo là mình học về kinh Sukkā. Sukkā này là cái làm một cái nhân vật tỷ kheo ni, các bạn, thánh nữ, thánh tỷ nữ tỷ kheo ni mà hồi nãy tôi có nói sơ sơ rồi. Nàng là một người phải nói nó là đại duyên đại phúc vạn hạnh, suốt 7 đời Phật, suốt 7 đời Phật là quý bác sĩ rồi rồi Sikhi, rồi Wesafu là 3 rồi Phật. Cái Phật đầu tiên trên trái đất này là cái Cú Sanh Thác, rồi Phật Cô Na các con nét, rồi Phật Kassapa và Sakyamuni. Sakyamuni tức là trong 7 vị này xuất hiện trong 91 đại kiếp, 1 kiếp trái đất liên tục. Trong 91 đại kiếp mà chỉ có được có 7 vị, các vị thấy. Và đây là trong kinh đó, đây là cái thời gian mà coi như là được mùa đó, thời gian được mùa của chư Phật đó. 91 đại kiếp mà có được 7 vị là coi như được mùa, là sai trái đó. Bởi vì sao? Là bởi vì đó là có những lúc mà hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu, hàng tỷ. Mà chữ tỷ thì các vị đừng có hiểu là nghĩa bóng mà nghĩa đen đó. Hàng tỷ có nghĩa là 1 tỷ là 9 zero đó, 9 zero, hàng tỷ. Mà nhiều tỷ, hàng ngàn tỷ, hàng tiêu danh, rồi triệu danh. Đại kiếp không có Phật nào ra đời. Triệu danh là hàng ngàn, hàng tỷ, không có Phật nào ra đời. Dễ sợ như vậy. Và liên tục cứ hãy gặp Phật là đi xuất gia thuộc lòng. Và điều đặc biệt hồi nãy tôi có nói rồi, do cái tập khí sinh tử. Một phần là thích làm thân nữ, và một phần ấy do nghiệp xưa mà mới làm thân nữ. Mà làm thân nữ rồi lại tiếp tục thích thân nữ. Nó có cái vụ đó nữa nha, nó có cái vụ đó. Do hai nhân khiến ta mang thân nam hay nữ nhiều đời liên tục. Một là do nghiệp nào đó, hai là do lòng tha thiết. Có cái vụ đó, cái vụ này nhớ nha. Mang thân nữ nó, mang thân nữ là thân nam đó, nó có 2 trường hợp. Phải nhớ cái này. Một là do cái nghiệp nào đó, ví dụ như mình do thân nam đó, là mình phải nói là khỏi nói này, mà mình thân nam mình muốn có được là phải có cái tánh nam, nghiệp nam. Muốn mang thân nam đó, nam hay nữ là phải là do cái tấm và do cái nghiệp. Thì đó đang có gì thế ở đây không? Do tấm ở đây tức nghĩa là do lòng đó. Còn do nghiệp thì khỏi nói, thì đã nói rồi. Do nghiệp tức là do mình tạo một cái nghiệp, nói chung là nặng về tình cảm. Nam nữ, hai, gia đình, thích thiên chức, làm mẹ hay chị, em gái của ai đó thì mang cái thân nữ, thì mang cái thân nữ. Cái điều này nó rất là khó nói, do cái nghiệp nào đó, do cái nghiệp tình cảm đấy nặng, cho nên mình mới mang thân nữ. Nhưng mà khi mình mang thân nữ rồi đó mà có người họ thấy cái thân nữ nó là khổ, họ chán, họ sợ, có nghĩa là về mặt tâm lý là họ đã lìa bỏ nó. Nhưng mà có người đó thì họ do cái nghiệp mang, do nghiệp nào đó nó mang thân nữ, mà khi có thân nữ rồi họ lại thích trong đó. Nó lạ như vậy, họ thích mang cái nỗi khổ niềm đau của phận hồng nha, nó lạ như vậy. Họ thích tức là thả khổ, nhưng mà cái khổ của một cái người phụ nữ họ vẫn thích. Họ thích e ấp, họ thích lấy khăn chấm chấm nước mắt, rồi họ thích ra ngoài hè buổi chuối họ khóc mình, họ thích viết nhật ký, họ thích ép hoa khô vào trong sổ lưu bút, rồi thích mực tím, thích trường vũ, thích hương lan. Lạ là vậy, buồn mà khoái buồn kiểu đó. Nhưng mà có những người đó họ không như vậy, họ không có như vậy. Buồn thì thích buồn kiểu con trai. Tôi nhớ là xưa tôi đọc mười sách Tuổi Hoa đó, nỗi buồn con trai đâu phải khóc, hãy linh mây nghĩa trang ôm kỷ niệm chúng mình như lòng đất ôm hình hài anh. Đơn vị đóng xa mỗi lần về thăm thật khó. Cái nỗi buồn của những người lính, của những người đàn ông, của những đứa con trai nó cứng lắm. Mà thậm chí đó, nam nhi tất hạ hữu hoàng kim, ở đầu gối người con trai có vàng cho nên không có quỳ lụy, không có quỳ lụy ai hết. Nam nhân là như vậy. Nước mắt người con trai có đá trong đó cho nên không có dễ rớt ra. Và đàn bà khóc là một nét duyên, khóc là một nhu cầu tâm sinh lý, nó đã như vậy. Cho nên do nghiệp xưa thiện ác nào đó mà ta mang thân nữ thân nam. Những cái quan trọng nữa là đã mang cái thân đó rồi đó, mà mình lại tiếp tục mình enjoy với nó là chết cha rồi nha. Nhưng mà mình mang thân nam mà mình thấy mình khoái làm cái thân nam tử hán đại trượng phu là ok. Nhưng mà khi mang thân nữ mà lại khoái mà tiếp tục làm cái kiểu đó phù dung xóm nợ tối tàn, khoái mang cái thân mà gọi là quần hồng nhi nữ, quần thoa hả, cho nên là khổ lắm. Thì cái bà này công đức thì có công đức, nhưng mà cũng thích là mình mềm vậy đó, thích mình mềm vậy đó. Thì cuối cùng thì cứ hay gặp Phật ra đời thì bà đi siêu dài, thuộc lòng tâm đại, nhưng vẫn cứ ngang thì nghĩ là chỗ đó, do nghiệp và do tâm. Thì cuối cùng đến đời Phật Thích Ca Mâu Ni mình thì bà là tiểu thư của một triệu phú, tiểu thư một triệu phú. Và sau khi mà đi nghe pháp lần đầu tiên thì lập tức phát khởi tính tâm bồ đề tâm thuần cố, lập tức và thuộc lòng tâm đại, chứng quả La Hán, lục thông tam minh và bốn trí vô ngại. Một thuyết pháp rất là hay, và là một nữ pháp sư rất là nổi tiếng. Thì có một Dạ Xoa, có một Dạ Xoa thương quý bà lắm, thương quý bà lắm, cho nên là cứ đi chỗ này chỗ kia đi kêu gọi thiên hạ là tại sao mọi người cứ vui chơi say ngủ, không có chịu đến để mà nghe một cái bà, một cái người nàng thánh nữ như vậy. Thời nó đó mà nếu mà có Du Tỷ Lê là đã có cái bài Trong Tay Thánh Nữ Có Đời Ta rồi đó, tức là ông quý lắm, quý bà lắm, quý một cách trong sạch thôi, chứ phải quý kiểu Du Tỷ Lê mà phải cái thánh nữ của ông nha. Thì coi như là Trong Tay Thánh Nữ Có Đời Ta, thì ông đi ông tuyên truyền cho mọi, kêu gọi mọi người, nó là tại sao một cái người, một cái bậc thánh ni như vậy, một bậc thánh nữ như vậy mà thuyết pháp như vậy, ý nghĩa như vậy mà tại sao mấy người cũng tới nghe. Chỉ nội dung chỉ vậy thôi, nội dung chỉ đại khái như vậy thôi. Chúng ta đang học về kinh của bà Sukkā, Sukkā 1. Còn cái bài 2 cũng là bà, mà là một Dạ Xoa khác, cũng là Dạ Xoa khác. Mà cái Dạ Xoa kia đó là kêu gọi người ta đến nghe pháp, còn cái Dạ Xoa này á thì nói bài kệ tùy hỷ chia vui với một cái ông cư sĩ cúng dường thức ăn cho bà, cho nên thì cái ni Sukkā đó nhìn thấy hình ảnh nó thấy đẹp. Chẳng hạn như hôm nay mình lên, mình qua ở Miến Điện hoặc mình lên Facebook, mình nhìn thấy hình ảnh mà người ta đến, người ta tham vấn, đảnh lễ, cúng dường, phục vụ cho mấy ngày Gia Do thiền sư Miến Điện, như là ngày Sumin sĩ đo hay là ngày Pao sĩ đo, mình nhìn thấy cái mình thấy vui. Kiểu như kỳ rồi Việt Nam có thỉnh với vị pháp sư Tâm Tạng về đó, mình nhìn hình thấy đẹp, nhưng mà có hôm nay các vị có lẽ khó có dịp để mà biết cái chuyện này. Đó là các đệ tử tỷ kheo ở trong của ngài Ajahn Chah đó, hôm nay ngài mất rồi nhưng mà cái truyền thống vẫn còn đó. Họ có một cái hạnh rất, có một cái truyền thống rất là đẹp, đó là tất cả chư tăng đệ tử của ngài Ajahn Chah hoặc là những chư tăng mà thiền sinh hành giả mà trong cái thiền viện của ngài nó đều phải biết qua cái hạnh này, biết qua cái đặc hạnh này, sẵn sàng quỳ xuống để mà khoát nước rửa chân cho cái vị tỷ kheo lớn hạ hơn mình. Hình ảnh nó rất là đẹp, và rất là nhiều người Tây họ nhìn thấy hình ảnh đó, họ đã hoan hỉ họ đi xuất gia. Bởi vì cả đời người Âu Mỹ họ chỉ biết là anh và tôi, we are the same. Anh có là tổng giám đốc, anh có là boss của tôi, chỉ là trong cái quan hệ công việc, trong cái quan hệ xã hội. Nhưng mà trong cái tâm tình cá nhân giữa người với người thì anh và tôi là giống nhau. Anh không phải là không còn là bước ra khỏi nhiệm sở, anh không còn là chủ của tôi, tôi cũng còn là tớ của anh, và giữa chúng ta cư xử bình đẳng với nhau. Đúng, đã đúng. Nhưng mà có bài học này họ không có biết tới. Và trong đời có những lúc, có những cái cúi đầu đẹp hơn là ngửa mặt. Có những lúc chúng ta phải biết cúi mặt, có những lúc chúng ta phải biết cúi nhìn để thương người thua mình. Nhưng có lúc chúng ta phải biết ngửa mặt để bày tỏ tôn trọng đối với người hơn mình. Đời sống đã biết như vậy, biết nhìn lên thì biết nhìn xuống, ở trong biết nhìn ra và ở ngoài thì biết nhìn vào. Thì bốn cái khả năng này nó làm nên cái nhân cách của một con người hoàn hảo. Thì Tây đó, có những người họ thích cái đó, họ thích cái đó, họ thấy cái đàn nó đẹp quá, họ nhìn họ thích. Thì giống như nhìn Dạ So Sukkā này, nhìn thấy người ta cúng dường cho một tỷ kheo như vậy họ thấy vui lắm, vui lắm. Vì biết là có rất là nhiều tỷ kheo trưởng lão trong truyền thống ngài Ajahn Chah đó, bình thường là cả một cái ngày kia người ta thấy ngày quỳ xuống khoát nước rửa chân cho cái vị lớn hơn mình. Và có như vậy đó thì cái tôi của mình, cái tôi trời ơi của mình nó mới có dịp được mài mòn đi. Cái người không học đạo không biết cái đó. Thật ra mình nói cái tôi mình nó càng nhỏ chừng nào, mình càng coi mình nhẹ chừng nào, mình càng hạnh phúc chừng đó, mình càng ít bị tổn thương chừng đó. Tôi nói hoài, một cọng cỏ, một tờ giấy nó có thể rơi an toàn từ một cái độ cao 100 mét, 1000 mét. Nhưng mà một cái chén, một cái tô hay là một con người thì chỉ cần một độ cao vài mét là đã tan xương nát thịt rồi, hoặc là ít ra cũng bị tổn thương trầm trọng. Nhưng mà một cái tờ giấy, một cọng rơm, một sợi tóc thì nó hoàn toàn là no problem, ok, absolutely. Khi mà nó có rơi từ một độ cao nào đó là vì sao? Là vì vấn đề trọng lượng nha. Khi mà mình thấy mình nhẹ quá, mình chẳng là cái gì hết, mình chỉ sống tự trọng mà không có tự ái thì mình sẽ an lạc. Nhớ nha, phải tự trọng nhưng đừng tự ái. Chứ cái đó thì không có nghĩa là mình thiếu tự trọng là sai. Có tự trọng để không làm điều tầm bậy, có tự trọng là không làm cái điều gì để cho người ta coi thường. Nhưng mà không tự ái nó lại lòng không có mong người ta tôn trọng mình. Phải nói như vậy, lòng không mong đợi người ta tôn trọng mình, nhưng mà không bao giờ làm cái điều gì để cho người ta khinh mình. Hai cái khác nhau. Không làm gì để cho người ta khinh thì đó là tự trọng. Nhưng mà lòng không có mong đợi ở người khác tôn trọng mình thì đó là không có tự ái. Chữ tự ái đấy nghĩa là gì đó? Tôi biết cái định nghĩa này của tôi nhiều người không có chịu, nhưng mà về gác chân trái suy nghĩ có phải không có bao giờ nên có cái lòng mong đợi người khác tôn trọng mình. Hãy làm mọi cách cho người ta, làm cái gì để người ta tôn trọng thì làm, nhưng mà đừng có mong đợi. Đức Phật không có lòng mong đợi là người ta sẽ thương quý mình, người ta sẽ quy lạy mình, người ta sẽ tấm tắc, người ta sẽ chắc lưỡi, người ta sẽ khen thầm, khen lớn, khen sùm trước cái nhân cách, trước cái đức tính, trước cái gì đó của mình. Không, Đức Phật không. Đức Phật nó mong. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài biết gió đó nó có đủ mùi hết rồi. Gió thơm, rồi gió khó ngửi, gió đi ngang chuồng bò thì nó hơi khó ngửi, nó hơi nồng nặc một chút. Mà gió đi ngang bụi hoa thì nó thơm một chút. Thì tất cả những cái lời khen đứng trên nó chỉ là những cơn gió thôi. Ngài biết rất rõ cái này, Ngài biết rõ lắm. Còn mình thì sao? Mình thì mình đâu có coi lời khen tiếng chê là những cơn gió. Mình nói là mình coi cái tiếng chê nó là nguyên cái thùng rác ném về phía mình, mà lời khen nó là bó hoa được trao cho ta, đặt vào tay mình. Mình coi nó lớn chuyện như vậy, cho nên khi mà mình có một sự nặng lòng đối với cái bó hoa thì mình cũng sẽ rất là cực lòng đối với cái thùng rác. Đấy, cái vấn đề nó nằm mà chỗ đó, đó. Khi mà mình còn trông đợi hoặc là còn biết sung sướng trước cái lời khen, trước cái vị ngọt của cuộc đời đó, thì trước là cái vị đắng của đời mình chịu không thấu, cho nên cái tộc nó ngọt cỡ nào thì cũng mặc sát đó, tỉnh cái bản lĩnh, cái can tràn để mà chịu nó. Tại sao con nít nó hay khóc? Là bởi vì con nít khi mà nó ăn ngon, nó ăn kẹo ngọt, khi mà nó được hôn, khi mà nó được nịnh, khi mà nó được mơn trớn, khi mà nó được vuốt ve, nó enjoy 100% những cái thứ đó. Cho nên khi mà nó bị một cái sốc nhẹ thôi, nó bị phỏng lưỡng một chút thôi, nó bị xước, bị trầy một chút thôi, nó bị la mắng một chút thôi, là nó bị sốc một cách trọn vẹn và hết mình với cái nỗi khổ niềm đau đó. Còn người lớn mình thì sao? Người lớn mình đó, một cái vuốt ve đâu có đủ để mà mình sung sướng trọn vẹn như một đứa bé. Phải nói như vậy. Một viên kẹo ngọt nó không có đủ cho làm cho một người lớn phải quên hết trời đất vũ trụ xung quanh như là một đứa bé. Cho nên lỡ mà mình ăn nhầm trái ớt, mình cắn nhầm miếng ớt cay, là một cắn nhầm miếng khổ qua là không sao hết. Đây là cái kinh nghiệm sống mà nó rất là quan trọng, rất là đáng giá nhé. Ok, xong bài kinh đó rồi. Nó lạc đề nhưng mà cần thiết. Có những cái nó lạc đề mà nó cần thiết. Ví dụ như mình thấy mình hẹn nhau ra ngoài, mình hẹn với người nào đó mình thương hả? Hẹn nhau ra ngoài công viên hả? Hẹn nhau là để nói những lời ngọt ngào. Nhưng mà có nhiều câu nói lạc đề mình thấy cần thiết. Đi hỏi anh có ăn gì chưa? Hỏi anh có muốn uống một cái ly cà phê cappuccino hay không? Thì nó hình như nó hơi lạc đề ra, bởi vì cái tránh của mình đâu phải là ra để đủ ăn đủ uống, nhưng mà nhiều khi đó, cái câu đó thì mình nó bả lắm. Còn ra mà hứa lù trăng sao trời đất có không còn nữa thì mình vẫn còn là nhau, mà bụng nó đói, kiến nó bò nó vô tử, thì tôi thấy nó đúng là bà rồi đó, nhưng mà bộ nó không có đà. Tôi thấy nó nhiều khi nó lạc đề mà nó lại đúng rồi khác. Bây giờ đó là qua cái bài kinh chia ra hả? Kinh chia ra thì cũng y chang như vậy đó, tức là đây là đổi nhân vật thôi. Cái kia là một Dạ Xoa có niềm kính tin đối với kính tin hay là thành tín đối với bà Sukkā. Quên, Sukkā có nghĩa là gì? Chỉ Sukkā nó có nghĩa là trong sáng, mà nó cũng có nghĩa là hiền thiện. Trong sáng mà nó là hiền thiện, trong sáng mà nó cũng là hiền thiện, nó trong sáng mà nó cũng là hiền thiện. Sukkā trong suốt, trong sáng là hiền thiện. Để Sukkā mà nó cũng có một cái nghĩa khác nữa. Sukkā là sperm. Rồi thì ở đây chỉ đổi nhân vật thôi hả? Chữ Sukkā nó có nhiều nghĩa: clearness hay là goodness hay là sperm. Mà nó còn nghĩa thứ tư đó là essence, là cái tinh túy, tinh hoa. Sperm là tức là một Dạ Xoa có lòng tin nơi tỷ kheo, đó là tùy hỷ, một cư sĩ đã có sự cúng dường. Ok, bốn nghĩa ha, bốn nghĩa, năm nghĩa, mình có 5 nghĩa được cả. Rồi bây giờ cái bài kinh cuối cùng, bài kinh này nó mới dài nè. Bài kinh này nó mà nói dài chứ tôi cũng làm ngắn thôi, tôi cũng bắt đầu tôi lười rồi hả? Bài kinh này đó nó có một cái điểm mà làm cho tôi do dự, đó là bài kinh này nó có một cái, nó gắn liền với một cái chuyện kể hơi huyền thoại, hơi hoang đường đối với cái người không có tin. Đại khái đó là Dạ Xoa Lâu Qua này đó, là một trong những vị tướng quân một trong những tướng quân Dạ Xoa của Thiên Vương Quyết Sô Nét, người chủ quản Dạ Xoa ở cõi Tứ Thiên Vương. Dạ, cõi Tứ Thiên Vương đó là một cái là bọn vị tướng quân. Cái vị này có nhiều cái thành công không có oai lực, có nhiều thành công oai lực. Thì thôi bây giờ thế này, tôi không có khoái kể gì này, thôi bây giờ bà con vào trong internet ấy, bà con đánh được cái chữ này, cái chữ Quỷ Vương Vấn Đạo của Hòa Thượng Hộ Tâm, hoặc là vào ở trong thì cái mục gọi là Đức Phật lịch sử hả, không nhớ là đất không đất ọt, tôi quên rồi, để tôi vô coi cho thầy và biết. Đất không đúng là đất không. Các vị còn nghe không? Rồi được. Tôi hôm tôi làm một giây cuối cùng thì tôi biết rằng là tự mình biết riêng mình và ta nói ta nghe. Ok, thì vào trong cái trang web gọi là thấy và biết .com hả, ngó lên nguyên cái cột, cái hàng cột dọc ở trên á, cái hàng cột ngang ấy, cột ngang thì lót vào cột dọc và cột ngang ấy, thì ngó thấy cái chữ, cái có cái mục gọi là Đức Phật lịch sử, thì bấm vào trong đó, click vào trong đó hả, thì sẽ cho một cái lượt, một cái kết quả mênh mông trong đó. Mình thì liếc sơ thấy có thể cái chuyện mình Đức Phật cảm thắng Dạ Xoa Lâu Qua. Dạ Xoa Lâu Qua thì ở đây tôi cũng phải nói rõ hả, là cái bài ở trong đó là của ngài hộ pháp, ngài biên soạn bằng cách là ngài trích dịch ở trong kinh điển, nhưng mà vì đấy ngài nhắm đến cái đối tượng độc giả không chuyên, có nghĩa là khoái chuyện kể thôi, chứ không có nặng lòng về giáo lý. Tôi biết chắc chắn như vậy, tôi biết chắc chắn như vậy, vì đó là lời giải thích hợp lý nhất cho cái sự tình là tại sao mà trong cái bài đó của ngài đó là ngài có chú thích ít ôi và nhẹ nhàng lắm, sơ sài về cái nội dung giáo lý mà lẽ ra đó phải được nhấn mạnh và đào sâu nhiều lần so với cái bài viết đó. Người rõ ràng là một người uyên bác như ngài, tại ngài đã vì nhắm đến cái lượng độc giả quần chúng không chuyên, nghĩa là thích chuyện rồi thích chuyện kể rồi Phật pháp rồi nhắc sơ sơ thôi. Là chính bà con Việt Nam có khuynh hướng đó, cho nên các vị pháp sư của mình cũng kẹt quá, cũng bị đẩy vào cái thế mà coi như là đại khái rồi đó, tức là giảng cái gì mình cho nó mình mềm đỡ nhức đầu, để khỏi mệt óc nhớ nghĩ rồi suy tư mệt, cứ la ra giống quyển đồ sim vậy đó, cứ đại khái. Chỉ có một bài kinh này đó mà nếu mà học cho nó kỹ một chút thì nó cũng mệt mỏi. Ok, thì trong chú giải đó mà giải thích, vậy tôi chỉ kể vắn tắt. Đây là một Dạ Xoa, thì lúc đầu thì không có lòng kính tên Đức Phật, nhưng mà khi mà thấy cái hạnh mà kham nhẫn của ngài đó, tôi kể vắn tắt lắm, thấy cái lòng kham nhẫn của ngài, cái hạnh kham nhẫn của ngài đó, thì Dạ Xoa mình đã có niềm tin, đã lắng tâm nghe pháp và chứng quả dự lưu từ đồ quên. Có cái chuyện mà tôi nhớ tôi có kể chuyện này một lần rồi, hôm nay tôi cũng kể lại, đó là Dạ Xoa này đó, cha mẹ Dạ Xoa này từng là đệ tử của Đức Phật Kassapa. Đức Phật quá khứ ngay trước Đức Phật mình ấy, Phật Thích Ca Muni hả, đúng là mình kêu Đức Phật mình cho gọn, mình khỏi phải nhắc lại Đức Phật Thích Ca Muni hay là Phật Cồ Đàm, chỉ còn nên nhớ không có cái chuyện mà Đức Phật mình hả, bởi vì chư Phật là một hiện tượng duy nhất trong trời đất này, là giống nhau y chang, chỉ có nét mặt á và chiều cao được riêng với khác, vì tùy thời kỳ hả, nhưng mà giống nhau y chang là sao? tức là 32 tướng tốt, 80 cái nét đẹp. Đấy, nét đẹp trong sinh hoạt, tướng tốt khác mà nét đẹp trong sinh hoạt khác, ở sẵn có năng lượng luôn. 32 hảo tướng và 80 cái nét đẹp trong sinh hoạt, mình kêu là tướng phụ đó. Đồng tiếng Bali kêu là Anúc dân vậy đấy. Ví dụ như cái dáng đi của Ngài, cái dáng đi của Ngài là một trong 80 tướng phụ. Dáng đi của Ngài, dáng đi. Vào trong Trung Bộ Kinh này, Trung Bộ Kinh đọc tỷ bài kinh Brahma Yuni để thấy Đức Phật có nét đẹp sinh hoạt ra sao. Đọc thử đi ha, đọc rồi bả lắm. Có nghĩa là cái ông Brahma Yuni nè, ông Brahma Yuni nè, ông Brahma là Phạm Thiên, mà Brahma Yuni nghĩa là sống ngang với Phạm Thiên, sống ở tuổi như Phạm Thiên. Thì coi như là ông cho người đi để ý Đức Phật, đi tại những người thánh tử là theo dõi Đức Phật suốt nhiều năm. Tại vì ổng nghe đồn về Ngài, nhưng mà ổng có biết ổng lớn tuổi cho nên ổng là người kiêu ngạo, ổng không muốn mà dễ dàng chấp nhận một cái người nào đó làm thầy. Nhưng mà sau khi người ta về người ta báo lại mình nói suốt bao nhiêu 7 năm trời như vậy, suốt bao nhiêu năm như vậy là họ thấy Thế Tôn lúc nào cũng đẹp như vậy, sinh hoạt ở một mình hay là trước đám đông. Ngay từ cái tư thế đứng mà Ngài chuyển sang tư thế ngồi bằng một những cái động tác tuyệt đẹp, không thể đẹp hơn, không thể đẹp hơn. Và từ cái tư thế ngồi chuyển sang tư thế đứng, cái cách mà Ngài uống nước, cái cách mà Ngài thọ thịt, cái cách mà Ngài cầm lên một món đồ và đặt xuống một món đồ, cái cách mà Ngài bước tới, cái cách mà Ngài đứng lại, cái cách mà Ngài chuẩn bị nói, cái cách mà Ngài bắt đầu im lặng. Thì tất cả những cái động thái lớn nhỏ đó đều được diễn ra một cách hoàn hảo, không thể đẹp, không thể đẹp hơn. Cái đó gọi là 80 tướng phụ của Ngài. Thì chư Phật thì giống nhau như vậy, cho nên mình kêu thật mình, có nghĩa mình còn có phân biệt. Chứ chư Phật là 30 hảo tướng, 32 hảo tướng, 80 nét đẹp và toàn bộ cái gọi là tinh thần hay cõi tâm linh của chư Phật luôn tuyệt đối giống hệt nhau, từ cái từ bi, cái trí tuệ và cái cách giải quyết vấn đề, cái phản ứng ấy, y chang như nhau. Cho nên được gọi là một, đó là một trong những ý nghĩa của chữ Như Lai. Sẵn này tôi nói lạc đề chút. Như Lai là sao? Có nghĩa là chư Phật quá khứ đã đã nhờ tu tập những cái đức lành nào, ba la mật nào mà để đắc thành quả Phật. Thì chư Phật hiện tại và chư Phật tương lai cũng phải đi qua con đường y chang như vậy, cũng tu tập các hạnh lành với một cái mức độ kinh khủng như vậy, y chang như vậy. Nó nói về công đức tu tập. Thứ hai là cái con đường tu, cái hình cách thức mà hành trì cái cuối cùng thì có vị thì hành khổ hạnh lâu, có vị thì mau, nhưng mà cũng giống nhau chỗ là đều phải thông qua cái con đường Bát Chánh Đạo mà thành Phật, giống nhau y chang vậy, đều là đắc quả bằng cái đề mục hơi thở giống nhau y chang như vậy. Dùng hơi thở làm đề mục chứng thiền chỉ rồi cũng dựa trên đó mà quán chiếu 12 duyên khởi và chứng Phật quả hả? Không như tôi tính nói rõ mà thôi. Không như một số quan điểm cho rằng Thinh Văn chứng đạo nhờ quán tử đế, Độc Giác thì quán duyên khởi. Bên Đông Tông thì thế này: tất cả chư Phật đều chứng đạo bằng cái đề mục hơi thở là sao? Là dùng cái đề mục hơi thở đắc ngũ thiền. Rồi sau khi mình đắc ngũ thiền rồi mới ra khỏi tứ thiền đó, ra khỏi ngũ thiền đó mới nhìn, mới với dùng cái trí tuệ và cái sự bình tĩnh định tâm của một người chứng ngũ thiền á, mới quan sát 12 duyên khởi, biết rõ cái thân này ở đâu nó có, cái thân này do cha mẹ sanh ra, mà ở đâu mà có chuyện mà sanh đó là do cái nghiệp trước nó mới tạo cái nhân đầu thai cho mình. Mà cái nhân đầu thai nó đâu ra, nó là do nghiệp thiện ác. Mà nghiệp thiện ác đó đâu nó ra, do tham ái. Nó do tứ thủ, mà tứ thủ đâu nó ra là do tham ái. Tham ái đâu nó ra này, nó là do các thọ, các cái feeling vui buồn. Và các feeling nó đâu nó ra, nó là do sự gặp gỡ của sáu căn sáu cảnh sáu thức. Sáu căn sáu cảnh sáu thức này đâu nó ra, nó là do sự có mặt của sáu căn. Sáu căn này đâu nó ra, nó là do danh sắc, cho năm quẩn từ cái thời tái sinh. Mà năm quẩn thời tái sinh này đâu nó ra, nó là do ba nghiệp, nó là do ba hành: phi phúc hành, bất động hành và phúc hành của đời xưa. Mà ba hành này đâu nó ra, nó là vô minh đồng bốn đế. Mà bốn đế này đâu nó ra, nó là do tứ lậu. Mà tứ lậu này đâu nó ra, nó là do cái sự vùng vẫy trong cái nội, sự vùng thoát khi mà mình gặp khổ sanh già đau chết của đời trước. Mà cái khổ đó đâu nó ra, nó lại là do cái sanh. Mà cái sanh đó đâu nó ra, cứ như vậy cứ quán vòng vòng thấy như vậy để thấy rằng do vô minh duyên hành, hành duyên đức, tức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc thọ, thọ duyên ái, ái thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lộ tử sự bị khổ não hả? Và cứ như vậy nó làm một cái vòng tròn thơ này ghen nó đi vòng vòng đi suốt mùa như vậy. Rồi các vị nói quán tiếp: vô minh diệt thì hành diệt thì thức diệt thì danh sắc lục nhập diệt thì xúc diệt thọ diệt ái thủ diệt thì hữu diệt thì sanh diệt thì sầu bi của ô não cũng diệt. Đó là quán thuận quán nghịch, như vậy đó thì mới là chứng của Phật quả như nhau hả? Quả như nhau. Chứ vì bà con chờ tôi coi tôi biết mà tôi hên tôi tìm được còn hỏi tôi xui và thua nha. Tiền cho bà con bài kinh đó, cái đoạn đó cho bà con thấy. Bài kinh mình nói cái điều mà tôi vừa nói, cái bài kinh đó nó tôi giữ lại là bằng một cái nhân duyên. Chờ một chút vậy. Rồi mới vô tôi chưa giảng gì về kinh Dạ Xoa hết, chưa giảng gì về kinh Dạ Xoa đấy. Lúc mình muốn tìm thì nó vậy, nó mệt vậy. Tìm cái này cũng cao siêu. Để tôi tìm sao đây, để tìm sao đó. Cái chỗ mà nói về cái ngày chư Phật mà đắc quả vậy. Ok. Chỉ riêng cái chữ Phật Minh đó là tôi đã mất chuyện đó thời gian rồi đó ha. Tôi sẽ tìm lại cho quý vị vào ngày mốt ha. Rồi. Thì đến đời Đức Phật Thích Ca đó, thì lúc đó cha mẹ của Dạ Xoa Lâu Quá không còn nữa, nhưng mà lúc mà ông bà còn sống đó, thì ông bà có đi học đạo với Phật Ca Diếp, và ngày dạy cho mấy con kệ đó, tức là gồm có phần vấn và phần đáp, phần hỏi và phần trả lời hả. Nhưng mà do năm tháng thời gian rồi thì nó cái phần mình trả lời bị hư mất đi, còn lại câu hỏi thôi. Thì Dạ Xoa mới đem hỏi nhiều vị mà có trả lời không có vừa ý. Thì đến khi mà nhiều vị là những đạo sĩ đó, thì hỏi nhiều vị đạo sĩ uống trụ sinh rồi đó, Dù sinh mà loại mạnh đấy, tôi uống cái loại mà 1 gram á, mà uống suốt từ hôm thứ Năm tới giờ, mà cũng còn ra được. Thì Dạ Xoa đem hỏi Thế Tôn thì Ngài mới trả lời. Ngài mới trả lời thì sau khi nghe xong thì Dạ Xoa chứng quả đồ quần nhé, đại khái đóng đắn này. Nhưng mà cái ghi gớm ở đây đó là nội dung về kinh thế này. Là tôi nhắc lại nha, câu chuyện mà liên quan với Dạ Xoa Lóng Cát, làm ơn vào đọc 2 cái địa chỉ nãy tôi cho đó, tại tôi cũng khoái kể cái chuyện đó ha. Cái chuyện đó nó hơi quan đường nha, nó hơi quan đường. Thì ở đây tôi chỉ giải thích cho các vị nghe về kinh thôi, tức là Dạ Xoa hỏi Ngài vậy chứ cái gì là đối với người đời đó là tài sản tối thượng. Cái gì đó bây giờ mình nói theo ngôn ngữ của mình bây giờ đó ha, cái gì ở đời này nè, cái gì đó là tài sản tốt nhất mà mình phải sống làm sao, mình phải hành động làm sao để mình được hạnh phúc, mà cái gì là nó ngon miệng nhất, mà đời sống như thế nào là đời sống tối thượng, một cái là tài sản tối thượng. Sống làm sao, cái gì trên đời nó là tài sản tối thượng à, nếu được ghi cái nốt này cho nó dễ nhớ hả. Cái gì quý nhất, câu thứ hai là làm gì hay sống ra sao để được hạnh phúc, cái gì ngon miệng nhất ở đời à. Rồi cái thứ tư đó là cái đời sống thế nào là đời sống ly lạ. Thì Ngài mới trả lời, Ngài mới trả lời thế này. Ngài mới trả lời là cái niềm tin ấy, cái niềm tin ấy nó là cái tài sản quý nhất. Tôi nhắc lại 120.000 tỷ lần là những câu hỏi đại loại như thế này, Đức Thế Tôn sẽ tùy vào cái căn cơ khuynh hướng tâm lý của cái người đối diện mà Ngài trả lời nha. Các vị có nghe kịp không? Thí dụ như mình có thể đứng ngoài hè đó, mình nghe hai vợ chồng dạy con. Đối với thằng Tèo á thì nó quá mê tiền đi, thì ba má nói thế này: con nhớ tiền bạc là phù vân, có đó là mất đó. Cái giá trị của đời sống của con người nó không có nằm ở tiền đâu con, nó đến được nó đi được, con nhớ nha con. Đồng tiền đó, nó là ông chủ, nó là một người đầy tớ tốt, nhưng mà nó là một ông chủ tồi nha con nhớ nha. À, thằng Tèo nó như vậy. Nhưng mà cũng cặp vợ chồng đó mà khi mà nói đó thằng Tí là nó khác. Cái thằng này nó bê tha, nó không có lo làm ăn gì hết, thì ông bả lại nói ngược lại. Ông nói con nhớ nha con, đời này theo lời của 5 cam, cái gì không mua được bằng tiền thì mình có thể mua được bằng nhiều tiền. Nói nghe nó hơi kỳ cục nhưng mà ông nói đúng. Tiền là quan trọng lắm nghe con. Con mà phung phí ba má mà chết rồi thì con kiếm nước đi ăn mài nghe con. Rồi, nhưng mà tới cái thằng thứ ba đó, là cái thằng nó ham học, nó ham đến mức mà nó không tắm rửa, không quét dọn, không có biết cái gì phụ giúp gia đình, mà chỉ biết vùi đầu nó học xanh lè xanh lét, như là ngũ độc tôn giả, hoặc là giống như rắn thâm trúc mà trong ống tre vậy, là xanh lè xanh lét, chạy trốn nắng mặt trời để mày học. Thì ba má nó vừa phải, mày học quá mày khùng, mày điên chữ. Nhưng mà đến cái thằng thứ tư thì ba má thấy nó làm biến học, ba má là này khác. Thế giới này thuộc về những thằng có cái đầu, có tri thức nè, chứ thế giới này không thể thuộc về những thằng dốt. Mà con làm biến như này là con chỉ có đứa ăn mà. Đấy, mình thấy có 4 đứa con mà ba má có 2 cái kiểu dạy nó trớt quớt, nó mâu thuẫn với nhau, nó trớt quớt, nó không có nào ăn cái nào hết, là tùy trường hợp nha. Chứ tôi có nghe và tôi có đọc một số vị khi chẳng hạn như giảng ở chỗ này là cứ cắm đầu mà cứ coi giống như chân lý tuyệt đối, thì không phải cứ lo giải thích tại sao mà niềm tin rồi thế này là kiểu phải, nó là tùy chỗ nha. Tùy chỗ, có chỗ đó gọi là trí tuệ, đó là số 1 trong tất cả những gì mà mình cần tới để đi đến giải thoát. Cái chỗ này nó là đức tin, cái chỗ này nó là tàm quý, cái chỗ này nó là kham nhẫn, cái chỗ này nó là cái sự chân thật, có nghĩa là lòng yêu mến sự thật đó. Phải biết nói thật thì mới thấy được sự thật, nhờ vậy mới thành thánh được. ví dụ như vậy, tùy chỗ nha. Thì ở đây thôi thì cái nói rằng không có niềm tin ấy, thì làm ăn được gì. Cái ý đây là vậy đó. Ví dụ như mình thấy mình vậy nhẹ nhàng thôi, mình muốn phun quả nước bọt thì mình cũng phải biết cách mà mình phun được, mình mới khạc ra chứ cái chỗ mình biết chỗ này là cái chỗ là thiên hạ đang nhìn mình, còn chỗ này là chỗ cấm khạc nhổ, thì làm sao mà mình có thể mình khạc ra để mình phun mình được. Tôi biết tôi dùng ví dụ là nó không được sạch, nhưng mà tại vì tôi muốn lựa một cái ví dụ, một cái hành động này nhẹ nhất, đó là chỉ việc nhổ nước bọt thôi đó, nó cũng phải có cái niềm tin nữa nha. Mình biết cái chỗ này đó là nhổ được, không có cấm, mà chỗ này lúc này là không ai nhìn mình, là mà cái chỗ mình nhổ là cái chỗ cũng không có phải là tôn nghiêm, cũng không phải là cái chỗ mà ghê gớm gì hết. Ví dụ như vậy, chỉ một bãi nước bọt thôi, thì nó cũng muốn đẩy nó ra cũng phải là có cái niềm tin trong đó nè. Cho nên cái thứ nhất là vậy đó. Thứ hai là sống sao để hạnh phúc, thì nghe cái này thì ok, cái này thì mình không cần giải thích nhiều ha, cái này thì đơn giản nè. Sống mà có cái sự sống theo pháp xứ chinh nô, để có nghĩa là khéo quân tập các hạnh lành, khéo quân tập các đức tánh, các cái hạnh lành này. Thì là sống hạnh phúc là vì sao? Nói đến cái quả báo đó, thì hạnh lành là đem lại hạnh phúc. Nói nó hơi tâm linh một chút, nói nó hơi tôn giáo một chút, còn nếu mà nói nó có khoa học một chút, nó thực tế một chút, thì khi mình sống bằng cái tâm lành đó, có nghĩa là tâm gì? Là cái tâm mà cởi mở, bao dung, mát mẻ, yêu thương, sống bằng cái sự cẩn trọng, sống bằng cái sự kiên nhẫn, sống bằng cái sự trung thực, sống bằng tất cả những cái tánh đó, thì dứt khoát là anh phải là cái người sung sướng. Cái đó tôi bảo đảm, mà tôi có thể nói, tôi có thể tin rằng là cái mạng tôi có thể mất, nhưng mà cái sự thật đó không thay đổi. Cái đó tôi dám nói mạnh miệng như vậy. Có nghĩa là cái kẻ nào mà sống bằng cái tâm lành, khoan nói đến cái quả báo đời sau kiếp khác, chỉ nói biết ngay kiếp này là nghe chó sủa không sợ, nghe tiếng còi cảnh sát không sợ, không sợ pháp luật, không sợ ai thù oán, cũng không có sợ ai gọi là hạnh huệ kiếm chuyện. Trừ ra mình xui có thằng nào đó nó hiểu lầm thì có, chứ còn mà coi như là mình mà sống mà tâm lòng nó tối ngủ, không có gì sợ hãi hết. Mà nếu có phải ra đi đột ngột thì lòng không có gì hỏi tiếc. Bởi vì trong kinh có nói rằng có ba hạng người hết, có ba hạng người mà chết không có nhắm mắt. Không biết các vị còn nhớ này không? Các vị còn nghe không? Alo. Có ba hạng người nhé. Bữa nay chắc tôi dạy, nay mà nếu tôi giảng còn hết bài kinh này là các vị phải ráng mà thích. Còn nếu mà không mình giảng con khúc thôi hả? Mình chắc giảng hết, mà giảng tắt đi, vậy đi. Thì có ba cái hạng người mà chết không có nhắm mắt. Một là làm quá ít cái điều thiện. Thứ hai là làm quá nhiều cái điều ác. Và thứ ba là còn những cái mộng đời dở dang. Thí dụ như là còn cái chuyện gì đó chưa xong, gọi là còn có một cái thắc mắc nghi hoặc rồi nó chưa được giải tỏa, thì gọi là những mộng đời dở dang. Là mới ghi dịch Tăng Chi Bộ Kinh nha, là Tăng Chi Bộ Kinh nhé, phải của tôi nha. Một là làm quá ít thiện, hai là làm quá nhiều điều ác, và ba là còn những thứ dở dang, gồm có những cái chuyện mình muốn làm mình chưa xong, hoặc là những cái thắc mắc chưa được giải tỏa, thì cái đó gom chung là mộng đời dở dang. Thì coi như nó sẽ mang một khối tình mang xuống truyền đài chưa tan. Rồi ok, thì cái ba cái hạng này nè là gọi là chết không nhắm mắt. Mà ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng muốn sống an lạc là anh phải sống theo pháp, sống theo cái tinh thần của cái đạo trời đất, của cái lẽ thiên nhiên đấy. Có nghĩa là làm lành lánh dữ. Khi mà anh không có làm ai có để cho anh vui thì cái đó là một cái chuyện ảo vọng. Ảo vọng. Rồi thì cái người như vậy, thì cái người sống thiện á, là trước mắt là vui, là vì thiện tâm nó mới làm cho mình vui, phải nói thẳng như vậy. Rồi cái thứ hai nữa là cái quả báo cũng làm cho mình vui. Đó là lý do Ngài dạy rằng sống đạo là cái điều sống hạnh phúc nhất. Rồi cái thứ ba là cái gì nó làm cho mình ngon miệng nhất, thì Ngài nói rằng đó là cái sự trung thực, cái sự chân thành. Tôi tuyệt đối đồng ý chỗ này. Là bởi vì các vị thấy ở trong bên cái văn hóa Tàu có một câu là quân tử tình như đạm thủy. Cái lòng của người quân tử nó như nước lạnh vậy đó, nó không có như chè như cháo, như bánh như trái, nhưng mà nó còn hoài với năm tháng, nó không có hư, nó không có hư. Và mình có thể dùng nước lạnh cho mọi hoàn cảnh, nấu canh cũng được, nấu cơm cũng được, nấu trà cũng được, rửa chân cũng được, rửa mặt cũng được, rửa tay cũng được, lau rửa vết thương cũng được, tắm mát cũng được, án này tên nhiều đó. Và để bao lâu cũng được. Đấy. Trong khi chè cháo nó có ngon gì đi nữa thì chỉ cần mà thời gian mà để dành nó quá lâu, hoặc là được bảo quản trong một cái điều kiện nhiệt độ không thích hợp, thì lập tức nó bị hỏng ngay. Và nó sẽ cho ra một cái mùi, một cái vị không có cách nào nuốt vô hay là ngửi vô. Cho nên cái sự chân thành, cái sự trung thực ấy, nó là cái như cái này vậy đó. Có nghĩa là nó lâu bền với thời gian, nó không có thay đổi, không thay đổi. Phải nhớ cái đó. Dạ nữa sẽ cười nó hiểu được. Ok. Cho nên cái hiện của cái sự trung thực ấy, nó là cái làm cho mình ngon miệng nhất. Có nghĩa là nó không có thay đổi theo năm tháng, và có thể dùng trong mọi thứ, mọi việc. Ok. Rồi cái thứ tư á, là tôi cũng tuyệt đối đồng ý, đó là cái kiểu sống nào được xem là kiểu sống số 1. Xin thưa, cái kiểu sống mà có cái sự kiểm soát của trí tuệ, có cái sự sôi rọi của trí tuệ, thì coi như là cái kiểu sống số 1. Một đời sống mà không có ánh sáng trí tuệ được thì phải nói là 1000% nó phải có vấn đề. Cái điều này tôi cũng tin chắc như là tôi tin có mặt trăng mặt trời vậy đó. Một cái đời sống cá nhân hay là cái sự vận hành của một tập, của một gia đình, một tập thể, một đoàn thể, một tổ chức, một đất nước, một châu lục, một hành tinh mà không có cái sự sôi rọi của trí tuệ, thì cái đất nước đó, cái gia đình đó, cái cá nhân đó chỉ có thể đi tới trong bóng tối. Mà bóng tối là đồng nghĩa với khổ đau và tội ác. Phải nói như vậy, sống mà không có biết phân biệt gì hết. Cho nên trong Pali nó có chữ là chữ Manusa, nó có nghĩa là nhân loại, từ cái căn này là man, nó có nghĩa là cân đông đo đếm, rồi nó còn có nghĩa nữa, nghĩa là hậu duệ của vua Manu, nhưng mà cái nghĩa này là nghĩa thường thôi, nghĩa này là cái nghĩa xã hội, nghĩa lịch sử, nghĩa này nghĩa đen thôi. Còn nghĩa bóng của nó, nghĩa mà nó hơi triết học một chút, thì Manusa nó có nghĩa là cái loài động vật mà biết cân đông đo đếm, biết suy tính, biết phân biệt thiệt hơn, phải quấy thị phi, tốt xấu, nên hay không nên. Thì cái đó gọi là Manusa, từ phong man. Mà điều đặc biệt là mình thấy tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Anh chỉ có khác tiếng Pháp thôi. Tiếng Đức, tiếng Anh thì cũng đều là man, là người hết. Tiếng Anh thì là một chữ e nè, tiếng Đức thì hai chữ e nè, nhưng cũng đều là man hết, nghĩa là người hết. Nó chắc không biết nó có cái gốc qua hệ sao mình không biết, nhưng mà đặc biệt là cái chữ trong bản Pali, chữ Pali thì mới nói sai, có nghĩa là cái thứ động vật mà có cái khả năng cân đông đo đếm về cả tinh thần lẫn vật chất, về cả tinh thần lẫn vật chất. Ví dụ như cái loài thú, nó chỉ những loài khô nó chỉ biết một chút thôi, nghĩa là cái gì tha được thì tha đi, cái gì cắn được thì cắn, ăn được thì ăn, nó chỉ biết cái đó thôi. Nó cũng biết cân đông nó như một chút thôi, chứ nó khôn lắm. Loài thú, những loài thú khôn nó biết cái đối phương này mạnh hơn mình, yếu hơn mình, để mà mình liệu bề mình tấn công. Ví dụ như nếu có cái thằng nó xăm, nó cũng thích giang hồ lắm, nó ốm yếu, nó xăm ở trên cái tay nó bốn cái chữ D to lắm, thì bạn nó mới hỏi cái thứ này ở miếng như vậy thì mình xăm rồi người ta ghét và đấm mình sao? Nó không, tao xăm mà tao có dụng ý. Thằng nào nó bự hơn tao đó thì tao sẽ giải thích 4 chữ D này có nghĩa là đang đau đừng đánh, còn mấy thằng nào nhỏ hơn người ta định nghĩa là đụng đâu đánh đó. Còn bên tay trái nó xăm 4 chữ T thì nó gặp cái thằng nào mà yếu hơn ta đó, ta định nghĩa là tinh tiền tu tội. Còn cái thằng nào mà mạnh hơn ta đó, thì nó hỏi ta đó thì ta sẽ nói đó là thương trẻ tàn tật. Có nghĩa là nó đại khái đó, đó là cái khả năng mà cân đông đo đếm để mà sống ở đời đó. Cho nên là chi với tăng cặp cái chi với việc gọi là banh nha chi viên trí với tâm ma sẽ thành cái đời sống mà có sự sôi nổi của đời quên nữa. Cái chuyện mà tôi vừa kể là cái chuyện đùa nha, chốt nha, tiếu thôi nha, đừng có lấy cái đó đi định nghĩa chết tôi nha. Tôi đang định, tại tôi đang nói nó chỉ canh đông đo đếm, cái là sống phải biết có biết nặng, biết nhẹ, biết khinh, biết trọng. Rồi đêm mốt đi lấy cái này mà đi phan chỗ khác nó không giống như ông giảng vậy là chết, cái đó đúng là chết tôi là chết không nhắm mắt, tôi chết rồi mà còn hai con mắt mà vẫn ngó người một con. Cho nên đời sống có sự soi rọi của trí tuệ thì coi như là đúng rồi, bánh út xá phải biết phân biệt chứ. Đời sống có sự soi rọi của trí tuệ thì đời sống tối thượng. Rồi thôi tiếp theo thì Dạ Xoa hỏi tiếp đời cái câu thứ hai, cái câu tiếp theo đó, đời đó nó là biển lớn, sóng to gió lớn, thì cái gì mà giúp cho mình vượt qua cái sóng to gió lớn? Cái gì giúp cho mình vượt qua được sóng to gió lớn? Cái gì mà nó giúp cho mình vượt qua được đại dương? Không. Thứ nhất là cách nào đối phó với sóng to gió lớn nhỉ? Rồi cách nào vượt khỏi trùng dương? Cách nào chấm dứt đau khổ? Rồi cách nào để mình được thanh tịnh giữa chợ đời nhơ bẩn? Đó, câu hỏi như vậy đó. Đó thì Đức Phật Ngài giải thích theo cái căn cơ, theo cái căn cơ của người. Thứ nhất, cái này phải nói rõ nha, cái này phải ghi nè, câu trả lời của Đức Phật giống hệt như của Đức Phật Kassapa và câu trả lời của Phật Kassapa dựa trên cái căn tánh của người hỏi. Nhớ nha, mà tại sao Đức Phật mình trả lời giống? Tại vì Dạ Xoa nhờ Ngài cho, giống như cho lại, bây giờ làm mất rồi, nhờ Ngài cho lại cái câu trả lời mà ngày xưa bố mẹ mình đã làm mất. Thì khi mà Dạ Xoa muốn như vậy đó thì Ngài phải nhắc cái câu trả lời y chang như là Đức Phật Kassapa đã nói. Hai cái này phải nhớ cái đó nha. Ở đây Đức Phật Ngài trả lời, Ngài trả lời cho Dạ Xoa là Ngài căn cứ, Ngài dựa vào cái câu trả lời mà Ngài biết, là ngày xưa Đức Phật Kassapa đã nói như vậy đó. Tức là Ngài cho lại món đồ mà Dạ Xoa xin. Rồi còn cái chuyện mà ngày xưa mà Đức Phật Kassapa vì sao mà đã trả lời như vậy đó là do dựa vào cái căn cơ trình độ của hướng tâm lý của cái người đối diện. Nếu tôi nói như vậy con nghe kịp không ta? Tôi nói nghe kịp không? Rồi ok, hãy kịp được rồi. Có nghĩa là đại khái là quý vị làm mất cái đó, quý vị mới tới quý vị nói với tôi, quý vị xin lại, quý vị hỏi tôi có cái nào giống như vậy hay không thì tôi lấy tôi cho. Lúc bây giờ tôi cho không phải là vì các vị thích hay không, mà tại vì các vị cần thì tôi cho. Còn cái chuyện mà vì sao mà các vị có cái đó thì mới là nói tiếp là tại vì giờ xưa má tôi thấy tôi thích rồi má tôi đi mua, ok, đó là chuyện khác. Còn bây giờ tôi cho các vị không phải là vì tôi thích, mà cũng không hẳn là vì các vị thích, mà bởi vì các vị cần tìm lại cái mà mình đã mất. Hai cái nó khác nhau vậy đó. Thì ở đây Đức Phật Ngài trong cái bài kể này Ngài trả lời thế này là phải có niềm tin đó thì mới vượt qua cái sóng to gió lớn được. Cái chữ ô khác, chữ ô khác ở đây nó có nghĩa là cái sóng lớn, cái sóng lớn, hoặc là cái dòng chảy mạnh, cái dòng chảy mạnh, strong stream, Không phải vậy. Stream là strong flow, dòng chảy mạnh, bọc lưu ấy, sống to lên lớn, chỗ khá nên nó gần cái hai nghĩa như vậy. Thì Đức Phật dạy là phải có niềm tin, bởi vì không có niềm tin thì không có làm ăn được gì hết. Và tôi nhắc lại là tùy chỗ, có chỗ thì ngày nói bằng một cái chữ, một cái hạnh lành khác. Xin lỗi, nhưng mà trong trường hợp này thì chỉ là đức tin thôi. Rồi cái câu thứ hai là Appama đi nát anh nó văn, có nghĩa là chỉ bằng cái sự tin, bằng cái sự kiên cần ấy, bằng cái sự kiên cần không có dễ vui ấy, bằng cái sự kiên cần không dễ vui ấy, thì mới có thể chỉ bằng cái sự kiên cần thì mới có thể vượt qua được cái biển lớn. Mà ở đây đó là tôi hồi nãy tôi có đem cái bài cái Ngài Thăm ra hả, tôi có đem cái bài Ngài Thăm ra tôi nói. Quên, này nó có cái chỗ hay quá, một chỗ hay quá mà tôi chưa có nói cho bà con, đi quên lo nói chuyện. Bà con trở lại dùm tôi cái chỗ hồi nãy, cái chỗ nào cái gì làm cho mình ngon miệng nhất đó, cái gì làm cho mình ngon miệng nhất đó, nhớ không? Đó là cái sự chân thật nha. Cái sự chân thật cái này nó gồm có hai hả. Nó một đó là có sao nói vậy. Không biết còn nghe đó không? Còn nghe không ta? Sự chân thật đó, sự trung thực đó. Theo gồm ngay cái cạnh nữa, có sao nói vậy và ra sao thì thấy vậy. Có hiểu hai cái này không? Thứ nhất là có làm sao thì mình nói như vậy, đó cũng là chân thật. Cũng vậy, nó gồm có hai thứ hả? Có sao nói vậy. Một cái gọi là Quá chi Sachat và cái Paramattha Sachat. Nó hai cái như vậy, nó hai cái sự thật. Một là có làm sao nói vậy, và thứ hai là vạn sự nó ra làm sao thì thấy như vậy. Ví dụ như là mình chỉ biết là đây là người nam, đây là người nữ thôi, nhưng mà khi mình thánh á, thì mình thấy thêm cái nữa, mình biết rằng đây chỉ là danh, là sắc, là thọ, là tưởng, hành, thức. Đây là chỉ nhãn, cái gọi là ông A bà B là chỉ là gồm nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý cộng ghép được thôi. Chỉ gồm 4 thứ thiện, ác, buồn, vui thôi, chứ không có cái gì hết. Cái đó mới ghê. Còn cái thấy của mình á, là cái thấy cái vỏ ngoài cái hình thức thôi. Cho nên nó có hai cái sự thật mình phải có. Một là có làm sao thấy như vậy, và thứ hai là sự vật của nó ra làm sao thì thấy như vậy. Phải thêm chữ thấy chứ phải là hay, mà là thấy. Trời ơi, bỏ một chữ vậy là chết rồi hả? Bỏ bớt một chữ là chết tôi hả? Bỏ cái chữ là chết tôi. Ok, rồi bây giờ tôi trở lại cái bài kệ tiếp theo. Cái bài kệ tiếp theo là hỏi làm sao để vượt qua được cái sóng to gió lớn, là bằng đức tin hả? Đúng không? Làm sao vượt sóng dữ, không phải sóng mà là làm sao vượt lũ dữ hả? Phải dùng đức tin. Câu này ám chỉ trí tuệ sơ quả tu đạo quân. Và câu thứ hai, làm sao vượt đại dương nhé, phải dùng sự chuyên cần không dễ vui. Câu này ám chỉ trí tuệ nhị đạo từ đà hàm. Bữa nay tôi rung mình như toàn là người già mà cái loại Phật cũng chưa gần chết làm sao. Mấy cái này không ai biết dùm tôi cái này hả? Tuổi gần chết rồi. Lũ dữ hả? Làm sao vượt lũ dữ hả? Thì phải dùng đức tin. Câu này ám chỉ cái trí tuệ sơ quả, tức là tu đồ quần hả? Rồi cái câu thứ hai đó là làm sao vượt được biển lớn hả? thì phải dùng cái sự chuyên cần không dễ vui. Là cái gì? Chuyên cần cái chữ không dễ vui đi có nghĩa là sao? Không dễ vui ở đây có nghĩa là các vị có phân biệt được cái chữ careless với chữ carefree không? Cái ông gì đó, ông gì đó, ông Dương Tiêu, ông có trong đây đó không ta? Một cái cô với cô mà XCLP này biết không? Cái careless và carefree cái nào tốt, cái nào xấu? Làm ơn biết giùm tôi coi. Bởi vì bà con mà hiểu được hai chữ này thì mới hiểu chữ Appama đó. Chữ Appama đó, chữ đó gọi là Pali kêu là Appama đó hả? Appama đó là không dễ ngươi. Cái careless nghĩa là mình ẩu, mình buông thả, mình không có cái sự ý tứ, không có một cái sự cẩn trọng nhé. Còn cái carefree là cái sự tự tại, cái sự thanh thản, không có bận lòng, không có vướng bận. Hai cái này nó khác chứ. Các bạn nghe kịp không? Thì như vậy đó, tại sao mình nghe qua mình tưởng hai này nó không có, hai cái chữ nó mau liên quan tới chữ không dễ ngư, có liên quan chứ. Tức là mình tu hành là lòng phải thanh thản, không có vướng bận gì hết. Nhưng mà không vướng bận ở đây có nghĩa là gì? Không vướng bận ở đây có nghĩa là không có tìm cái để thích, cũng không có tìm cái để ghét, thì đó gọi là không vướng bận. Nhưng mà không có nghĩa là mình buông xuôi. Cái chỗ đó đó, tu hành là không vướng bận vào chuyện tìm cái gì để thích hay ghét, nhưng phải luôn lưu ý cảnh giác với cái gì thiện hay ác, nên hay không nên. Hai cái này khác nhau nha. Cho nên nó là người tu hành nó là carefree nhưng mà không có careless, thì cái đó được gọi là Appama đó. Lý do là chỗ đó là cái lý do nó độc đáo, mà cái câu này đây mà lại chỉ cho cái tí nhị đạo là bởi vì cái thứ nhất á, cái đặc điểm của vị tu đầu quần đúng là vị tu đầu quần có hai cái đặc điểm, có hai cái nét độc đáo, cái nét nổi bật. Bữa nay cái giải không hết rồi, của vị sơ quả. Chắc cái kiểu là trong tôi biết ai trong đây tôi phải ghi chú rồi. Tầng thánh thấp nhất trong 4 tầng thánh. Dễ sao? Mình dạy mình mỏng thấy mặt, cho nên phải ghi chú rồi đó. Là cái nhìn đầu tiên. Tiếng Bali kêu là Dasanet. Và cái đặc điểm có nghĩa là cái người phàm ấy, cái gì dầu là thuộc lòng tâm tạng, nhưng mà cái thấy của phàm tu nó cũng có thể bị thay đổi. Mà cái thấy nó có thể bị thay đổi là lúc thấy lúc không. Có khi mình thấy cái đó đúng, nhưng có lúc mình thấy nó sai, có lúc mình thấy nó hay, có lúc mình thấy nó dở. Rồi từ đó nó dẫn đến chuyện mình tin, tức là có lúc mình tin, có lúc mình không tin, có lúc mình tin ít, có lúc mình tin nhiều, có lúc mình tin mạnh, có lúc mình tin yếu. Nhưng mà bậc thánh tu đồ quần thì không, họ đã thấy là phải thấy chắc. Họ thấy cái gì? Họ thấy rõ 4 đế. Thứ nhất là họ thấy mọi hiện hữu ở đời, tất cả những existing trên đời này đều là khổ, dầu trong hình thức nào, in any form. Thứ hai đó là bất cứ một cái sự ưa thích, đam mê, đắm đuối nào nó cũng đều là nhân sanh khổ. Bởi vì có học A Tỳ Đàm các vị sẽ biết cái điều này. tất cả mọi hiện hữu ở đời này nó đều đi ra từ cái lòng tham trong quá khứ nó tạo ra. Thí dụ như tôi còn thích cảnh dục, tôi mới sinh ra trong cõi dục giới. Tôi thích cảnh thiền sắc giới thì tôi mới sanh về cõi thiền sắc giới. Mà tôi thích cái cảnh thiền vô sắc thì tôi mới sanh về cảnh thiền vô sắc. Nha. Rồi khi mà tôi thích cõi dục, thích cảnh dục thì tôi mới sanh về cõi dục. Thì từ trong cõi dục nó mới có nhà, cửa, phố, xá, trâu, bò, heo, dê, bông, hoa, sình, lầy, rơm, rác, gậy, gọc, đường, xá, vân vân và vân vân. Như vậy thì tất cả những cái rối rắm mà trong xã hội loài người có là từ đâu? Là do mình thích cảnh dục cho nên mình mới sanh ra trong cảnh dục. Nhưng mà tại sao có gai góc? Đâu ai thích gai góc mà tại sao có? Đơn giản thôi. Anh thích cảnh dục, thích ngắm, thích sờ, đụng, ngửi, nếm. Nhưng mà nếu anh có phước thì anh sẽ được nhìn thấy, ngửi, nghe, sờ, nếm những cái mà nó làm anh hữu ý. Còn nếu anh chỉ thích dục mà anh lại vô phước, anh không có tu công đức, thì anh sẽ phải nhìn thấy, nghe, ngửi, đụng, nếm những thứ mà nó làm cho anh đau khổ. Các bạn nghe kịp không? Nếu nói vậy nghe hiểu không? 20 năm trước mà tôi được nghe cái này thì bây giờ tôi đã lên mây, tôi ngầu rồi. Tôi muốn nói cái gì? Tôi muốn nói là ngày xưa tôi học Anh Đàm rất khô. Khô queo rồi tôi đi học, là đó tôi học rất là khô. Không ai giải kỹ này cho tôi nghe. Tôi nhắc lại, tại sao nói mọi sự trên đời này là do tham, do tha mái? Thì tôi mới ví dụ, tôi mới đem tôi giải thích trường hợp cõi dục. Thì các vị, tôi nói là do thích cái này cái kia trong cảnh dục, sắc thân thấy nghe ngửi nếm đụng, sắc thân tiếp xúc cho nên mình mới sanh ra cõi dục. Thì các vị mới nói, ủa, tôi thích cõi dục thì tôi phải sanh ra với những thứ là bông hoa chứ, tại sao mà có những thứ tôi không thích tôi cũng có? Thì tôi biết là đúng. Anh thích cõi dục, anh thích cảnh dục thì anh phải sanh ra trong cõi dục, đúng rồi. Nhưng mà nếu anh có phước ấy thì bông hoa, đồ ngon, mùi thơm nó dành cho anh, đúng. Nhưng nếu anh thích cảnh dục mà anh vô phước, mà anh tạo là ông toàn cái nghiệp là chớn không đó, thì sao? Thì ba cái gai gốc, hôi thối giờ vẫn nó dành cho anh chứ. Các vị nghe kịp không? Cho nên là phải hiểu cái chỗ đó đó. Cho nên vì thứ nhất thì cái đồ quần hiểu mọi hiện hữu đều là khổ, và thứ hai là mọi cái khổ nó đều đi ra từ tha mái. Thứ ba là vì tôi đồ quần biết rõ bằng toàn bộ sinh mệnh của mình rằng thì là sự đau khổ và con đường gây khổ đó nó có một cái cứu cánh chấm dứt, đó là Niết Bàn. Hãy không còn nhân sanh khổ, không còn quả khổ thì sẽ không còn đau khổ. Đó gọi là Niết Bàn. Nhưng mà cái con đường nào dẫn đến Niết Bàn? Vì đã biết thêm cái sự thật thứ tư, đó là Bát Chánh Đạo. Tôi nhắc lại 350.000 lần, khẩn xin bà con nhớ giùm. Cái con số 8 của Bát Chánh Đạo nó là 1 trong 1 tỷ cái cách diễn dịch con đường giác ngộ, chứ nó không phải bữa nay không có thâu hả? Bữa nay không có thâu hả? Trời đất, hồi nãy giờ là tôi lấy máu mà tôi viết chữ đó. Tôi lấy máu mà tôi viết chữ cho các vị đọc, mà các vị không thâu là quá phí. Đúng là tôi không có mê cái giọng của tôi. Công an xuất cát nuôi cò hả? Tôi giảng mà tôi quên mất rồi, tôi nói tôi quên rồi. Tôi nói tới đâu rồi? Trời đất. Ok, rồi, Bát Chánh Đạo. Có nghĩa là cái con số này là 1 trong 1 tỷ cái cách diễn dịch con đường giải thoát. Nhớ nha, phải nhớ cái đó. Có nghĩa là đối với một số người, Đức Phật Ngài chỉ dùng một chữ thôi, Attama đó mà nãy tôi mới giải thích bằng hai cái chữ careless và carefree. Nhớ nha, kỹ rất thôi. Ngài nói là Attama là đó đủ rồi. Và trước khi mà Ngài Niết Bàn, cái câu nói cuối cùng của Ngài là gì? Là Vayathamma Sankara Attama Dita Sammadita. Có nghĩa là vạn hữu là vô thường, Vayathamma Sankara Attama Dina Sampadita. Đây là câu cuối cùng của bậc đạo sư. Vạn hữu là vô thường, Vayathamma Sankara, vạn hữu là vô thường, Attama Dita Sampadita. Sampadita là hãy sống hay là hãy hành trì, hãy đi tới. Tức là hãy, mình nói năm nay là hãy sống đi, hãy sống Atama đen bằng cái sự cẩn trọng, là cái sự không có dễ nuôi. Đây là câu cuối cùng mà mình không hề thấy ở đây. Có số 4, số 5, số 8, số 10, 15, 17 không hề có. Ngài chỉ nói có một chữ này thôi. Cái đó vạn ngữ là vô thường, chớ sống dễ ngươi. Tại sao tôi không xài với dễ vui là bởi vì khi thực tế mà đời tôi gặp Phật tử là có vô số người không biết cái chữ dễ vui là gì hết. Mà tôi vừa nói chữ dễ ngươi một cái con mắt của họ chữ O mà cái miệng họ chữ A liền, họ hiểu liền. Yeah, dễ ngươi. Còn cái dễ vui này tôi thấy chỉ có trong kinh Nam Tông Việt Nam của chúng ta mà thôi. Chứ còn bước ra ngoài đời, bước ra khỏi cổng chùa là các vị nói dễ ngươi là con nít nó còn bú nó liền cái bình sữa qua là nó gật đầu liền, nó cười khúc khắc liền. Hiểu nha. Dễ ngươi. Đó thì vị Tư Đồ Vân biết rõ rằng đấy là cái tinh thần của Bát Chánh Đạo, tức là tinh thần của tam học ha, chánh kiến và chánh tư duy thuộc về tuệ, là tuệ học ha, rồi cái chánh ngữ, chánh nghiệp để chánh mạng ấy, là giới học. Còn lại là định học, gom chung hoặc là vô lậu học. Nhớ nha, đó, phải nhớ cái đó. Nhớ cái đó. Hoặc là 37 phẩm trợ đạo, gồm tứ niệm xứ, rồi ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, rồi bát chánh đạo, rồi như ý túc, đều là tam học nói rộng. Chỉ vậy thôi, nhớ nha, đều là tam học nói rộng. Chỉ vậy thôi. Cho nên cái vị Tư Đồ Quần nó thấy chắc, cho nên tin chắc. Cái điểm nổi bật của Tư Đồ Quần là như vậy đó. Còn cái câu thứ hai đó là tin chuyên cần không dễ vui đó thì mới vượt biển. Cái câu này ám chỉ cho cái trí nhị quả. Có nghĩa là sao? Là vì bây giờ đó cái vấn đề mà thấy và cái vấn đề mà tin là nó không quan trọng nữa, mà vấn đề bây giờ chỉ còn là ráng. Là ráng, là không dễ ngươi với đoạn đường còn lại. Cái này chú giải nói nha, chứ không phải là tôi nói ha. Vấn đề chỉ còn là ráng, là không dễ ngươi với đoạn đường còn lại. Cái chỗ này phải nhớ, sống chết thì phải nhớ, không dễ ngươi. Rồi cái thứ ba đó, là làm sao để thoát khổ. Thì ở đây người ta mới giải thích là, Ngài mới giải thích đó là tinh cần thoát khổ. Câu này ám chỉ trí tam đạo. Phúc thay cho kẻ nào được nghe bài giảng hôm nay, và đáng buồn thay cho kẻ nào không được nghe bài này. Tại bởi vì tôi phải nói rằng là tôi chưa thấy cái tài liệu nào mà giảng cái chỗ này nó rộng mà nó sâu như vậy. Và cái này tuyệt đối không phải là tôi, mà tôi đang nói cái tài liệu ấy. Ngay cả Ngài Thanh nó xem cái phần của Ngài là Ngài nặng về chuyện. Cái chỗ này Ngài không chịu nói rõ, làm ơn vào trong cái thấy và biết. Hoặc là ở đây ai có cái quyển mà cái gì đó cảm thắng Phật lực gì đó, cái tên tôi quên rồi, có là Phật lực cảm thắng gì đó của Ngài Hộ Pháp, thì sẽ thấy cái đó Ngài là thiên hạ đệ nhất quyên thâm đấy. Ngài thấy hết, biết hết. Mà đặc biệt là tới cái chỗ này thì Ngài lại không có nói, Ngài không có dạy, chỉ lớp qua như vậy. Còn Ngài nặng về chuyện. Trời Ôi rồi kể chi tiết dây mơ để má râu ria xồm rạp, kể từng cọng từng sợi không thiếu, cái bọn là chuyện không thôi, cái chuyện không. Cái chỗ này đó thì tôi nghĩ là ngày ngờ rồi bà con mình gặm không nổi. Một đó là răng sữa nhai không có nổi, hai là thần thứ răng giả hoặc là hết răng không. Tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ là ngày đã đánh giá như vậy. Ở tiếng Việt Nam, một là chưa có răng, hai là răng sữa, ba là răng giả, bốn là răng đã rụng hết. Hãy biết rồi tôi nhé. Một là chưa có răng, hai là răng sữa, thứ ba là răng giả, thứ tư là răng rụng sạch. Tử mình, một là chưa có răng, hai là răng sữa còn bú bình, thứ ba là răng giả. Răng giả mà ăn ba cái bánh ít, mà bánh ít nếp cắn một cái mà kéo nó đi luôn. Rồi cái thứ tư đó là răng rụng sạch. Răng rụng sạch, khỏi bỏ dấu này, khỏi bỏ dấu. Ok, thì cái thứ hai mình để ý, cái thứ hai là không dễ ngươi, nó còn hơi nặng, nhưng qua tới cái thứ ba là mình thấy nó nhẹ dần rồi. Nếu để ý thì phải ghi ra nè, nếu để ý sẽ thấy vấn đề nhẹ dần qua từng câu. Cái thứ nhất là ngài nói về đức tin. Nghe nó yếu, người học đạo mà nghe đó đức tin là thấy cái nó hơi sơ cơ rồi đó. Nhưng mà tới cái thứ hai đó thì nó hơi trưởng thành một chút, thì cái chữ dễ ngươi, không còn dễ ngươi, tức là trưởng thành rồi đó. Rồi còn cái thứ ba đó là ráng, cái thứ ba là tinh tấn thôi, chịu siêng chất. Câu thứ ba là chịu siêng một chút thánh tam quả là người trưởng. Tứ thiên này đã lên tới thiên rồi, tứ thiên này đã lên tới thiên rồi đó, lên tới thiên rồi, teenager rồi, có nghĩa là chịu siêng chút thôi. Lúc này là coi như là coi như là xong cái high school rồi đó, sắp xong high school rồi, cho nên là chỉ cần gán thôi. Còn cái đầu tiên là thế yếu. Đầu tiên nói tới đức tin, phải tin là ba má nha, phải tin ba má, tin thầy cô, chỉ vậy thôi. Nhưng cái thứ hai đó là khá hơn một chút, là đừng dễ ngươi, đừng có ham chơi gì hết. Mà tới cái thứ ba là không cần nhắc cái vụ chơi nữa, mà giờ nói tới chuyện học, chịu siêng học thôi nha, chịu siêng học thôi. Chịu siêng học thôi, tức là chỉ có tinh tấn, thì tinh tấn là xong. Thì trong kia mới nói đó là đức tin. Ở cái giai đoạn đức tin ấy, là giai đoạn yếu một chút. Còn cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn Apama đó, không dễ người thì cao hơn một chút. Cho nên giai đoạn 1 nên trí sơ quả chỉ đoạn trừ ba phiền não là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Tôi nói nhanh chứ tôi làm biết ghi đó nha. Thân kiến là thấy rằng thân tâm này là tôi, là của tôi, gắn liền cái tôi vào ở trong cái cục nợ mấy chữ ký này, thì đây gọi là thân kiến. Tức là nghĩa là cái người đó không có khả năng quan sát mình như là nhìn người khác nha. Cái vị mà cái người phạm phu tu hành mà ghê gớm cách mấy, nhưng mà không có khả năng quan sát mình như là người khác, như là đang nhìn người khác. Và nếu có ráng, nếu có làm thử thì chỉ được một chút thôi, được một lúc nào đó thôi, một lúc nào đó thôi. Và sẵn đây tôi nói luôn là có sự khác biệt nào giữa tu đồ quần và mình. Trong khi tu đồ quần vẫn có thể lấy chồng, lấy vợ, sinh con được, làm lụng kiếm tiền được, mà tại sao nhiều lại hơn mình? Xin thưa, tu đầu quần đã thấy tứ diệu đế một lần rồi thì coi như đời nào sinh ra cũng không thay đổi. Và nên nhớ tu đầu quần không có chuyện say rượu hay là mất trí nha. Cho nên là một khi đã đắc của đồ quần rồi, cho đến lúc chứng quả La Hán viên tịch, vì đó không bao giờ mà có cái vụ say rượu hay là mất trí, và không có cái chuyện mà tai nạn rồi bị khùng cười gật lắc là không có. Đó là không có nghe, đó không có. Tu đồ quần nó không có chuyện đó. Còn mình là pháp sư Tam Tạng, tinh thông kinh điển, nhưng mà mình có thể là mình tiếp xúc với một cái người nào đó họ thuyết phục mình có thể thấy kinh điển là vô lý, là sai lầm. Chuyện nó có thể xảy ra, có thể. Hoặc là mình có thể một vị thuộc lòng Tam Tạng mà mình đè ra, mình cho ông uống một cái loại rượu mạnh, thì vị đó vẫn có thể bị say, và trong cơn say đó vị đó có thể có những suy nghĩ không có được chính xác như là lúc còn tỉnh. Đấy. Hoặc là vị đó có thể bị một tai nạn nào đó làm cho khùng điên. Rồi gì nữa, nếu vị đó chết mình tái sanh trở lại trong một cái thân khác thì coi như mấy cái học đó xong, xóa sạch đi liếc. Có chăng là nó chỉ gieo duyên thôi, có nghĩa là trong cái suy nghĩ, trong cái nhận thức ấy, trong cái nhận thức, trong suy nghĩ đó thì nó khá hơn những người bình thường. Chứ bằng chứng mình thấy trong đời sống mình á, có những người mà họ tiếp cận Phật pháp rất là dễ, là vì đó là cái tiền duyên, cái túc trí của họ. Chứ còn người mà không có duyên thì học đạo khó, học đạo chậm. Nó có những cái khái niệm mà người không có trí, không có đạo ấy thì họ hiểu, họ không có chấp nhận được. Tôi ví dụ nha, như mình nói là làm lành lánh dữ nha, làm lành được vui, làm ác thì bị khổ nha, họ gật đầu. Nhưng mà tới họ mình giảng sâu nó họ chịu nổi. Thí dụ cái này tôi trong kinh nghiệm đi dạy học gọi là thuyết pháp tôi đã gặp rồi. Có người mình nói tới cái mức đó thôi chứ nói thêm nó còn chịu nổi. Thí dụ tôi nói có mặt trong dòng sanh tử, làm ác á, thì bị khổ, mà làm lành thì được vui. Nhưng mà hễ còn được vui còn bị khổ, có nghĩa là còn sanh tử. Mà hễ còn sanh tử là còn có chỗ để mà mình lìa bỏ. Họ chịu không nói. Họ nói là cái ác thì tránh đúng rồi, nhưng mà tại sao xin nói cái thiện nó cũng là nhân sanh tử? Thì tôi nói cái ác nó đưa mình đọa lạc, còn cái thiện nó đưa mình đi về cõi vui. Nhưng mà vui nó hết phước rồi nó cũng quay trở lại nữa. Cái vui á, nó giống như là cái nụ hoa hay là cái chén cơm ngon ở trong tù. Còn cái khổ nó giống như là chén cơm thiêu ở trong tù. Nó giống như y chang những cái khác, cái là chén cơm nóng mà chén cơm thiêu, chỉ cơm nguội thôi. Nhưng mà nó đều là đồ trong tù nha. Nó đều là đồ trong tù. Dù là một đóa hoa đẹp nhưng mà cũng là đóa hoa trong tù. Mình nói trong tù mình nhìn làm sao mà bằng cái người bên ngoài nhà tù được. Nhớ cái đó. Mà có người họ chịu không nổi. Họ chịu không nổi, chỗ này nói thật họ chịu nổi. Họ cứ ấm ức cái chỗ này. Tu là phải làm lành lánh dữ. Mà bây giờ suy bồi với tôi thêm một đạp nữa là đúng là tôi chịu luôn sao nổi. Bây giờ suy nói luôn cả cái thiện ác đều phải tránh. Làm sao tôi nói không, trước mắt thôi, trước mắt là phải nói tránh ác thôi. Nhưng mà cái thiện tôi phải giải thích tại sao cái thiện là cái mà một ngày nào đó anh chị cũng phải tránh. Là vì sao? Là tại cái câu này tại sao phải nói trước chi? Là bởi vì nói để anh chị đừng có mà coi nặng cái chuyện mà mình làm công đức. Bởi vì cái chuyện mà hôm nay mình học đạo hay mình làm thuốc, chỉ là chuyện mình uống thuốc để chữa bệnh thôi. Chứ đừng có nghĩ mà mình một tháng được 8 ngày Bát Quan, nghe được vài thời pháp, coi được 5 cuốn kinh, dự vài 3 khóa thiền, cái về coi người ta là con mình hết rồi, tại thấy bà nha. Không có. Tất cả những chuyện tu thiền, nghe pháp, bố thí, trì giới nó toàn là uống thuốc không mà. Thì có ai mà điên gì đến cái mức mà đi khoe với người khác là tôi đang bị tiểu đường mà tôi uống thuốc coi như một viên gì là $300 hay không? Thì xin lỗi những người đó, tôi nghĩ cũng bị ấm cái làm sao chứ còn. Có ai mà đi khoe là tôi đang bị tiểu đường, nhà tôi thuốc tiểu đường nhiều lắm, tôi đang bị ung thư kỳ cuối, nhà tôi thuốc nhiều lắm, tôi đang đi xạ trị, hóa trị, tôi đang khe mồ tùm lum, không ai mà đi khoe thì câu kể hết. Thì cái chuyện mình học đạo hay là mình tu thiền cái đó nó chỉ là uống thuốc thôi. Cho nên là mình không có khả năng nhìn mình như là mình nhìn người khác, vì mình còn thân kiến nghe. Tức là nói theo cái nguyên văn trong kinh là vì mình còn đối chiếu tự ngã với địa đại, với thủy đại, phong đại, quả đại. Còn lấy cái tự ngã đối chiếu với năm quẩn, và lấy năm quẩn đối chiếu. Tức là đối chiếu nghĩa là reflex, là nhìn ngược lại đó, đem so sánh lại. Tức là dựa cái này mình nhìn cái kia đó, lấy cái này mình nhìn cái kia. Vì đối chiếu với địa đại, lấy địa đại đối chiếu với cái tôi, và lấy cái tôi đối chiếu với tứ đại. Lấy cái tôi đối chiếu với năm quẩn, với năm quẩn đối chiếu với cái tôi. Trong khi đó cái bậc thánh họ không có như vậy, họ nhìn bản thân họ như là họ nhìn một cái gì khác. Cái điểm này điểm quan trọng. Thanh khí không còn nữa, mà khi không còn thanh khí họ không còn hoài nghi, chứ họ không có hề hoang mang là tôi sẽ đi về đâu, kiếp trước đây tôi là gì. Là vì sao? Là vì vị đã thấy rõ rằng mọi thứ ở đời này nó là một cái sự chớp tắt liên tục và liên tục không ngừng. Đó, tôi nói rồi, thế giới này nó chỉ là sóng và hạt thôi. Biết các vị có còn nhớ hai cái này, các vị học vật lý rồi biết không? Sóng và hạt. Sóng thì những âm thanh ánh sáng, còn hạt đó là những cái proton, photon, hạt. Chỉ là sóng và hạt, chứ nó không có cái gì hết. Và theo khoa học lẫn Phật giáo thì nothing is pure hay là massive hay là solid, không có cái gì mà nó là thuần túy, không có cái gì nó là khối, là nguyên chất mà không có pha trò là tạp. No, tất cả đều là mix. Rồi cái gì nó là fix, rồi cái gì nó là transition. Tất cả nó đều là như vậy hết, nó là mix và fix. Tôi nhớ sáng nay tôi có đọc một cái câu chuyện rất là dễ thương, là một đứa cháu nó đến hỏi bà cố của nó hỏi bà cho cháu biết tại sao ông và bà cố có thể sống với nhau 65 năm mà không ly dị. Thì bà cố bà mới trả lời thế này: ông bà đó lớn tuổi rồi cháu thấy mình, ông bà sanh ra lớn lên lấy nhau trong cái thời điểm mà cái gì hư ấy, người ta fix nó để xài tiếp, chứ không phải như thời đại của các cháu, cái gì mà trục trặc là cái throw away. Đã nói chữ fix tôi mới nhớ cái thời đại của ông bà đó. Thời xưa mà các vị nhớ thời mà mình con dao mà còn mài bằng cái bánh xe đá, rồi cái thời mà đôi dép Việt Nam, thời tôi đó cũng còn gần đây rồi, đôi dép mà tôi mang nó đứt đó, cái tôi lấy kẽm đó, tôi xỏ tôi mang lại. Không biết trong Vinh mà chắc toàn là quyền quý đâu sang, không biết cái cảnh đó đâu. Rồi cái nồi cái chảo mà nó xúc quai, người ta lấy kẽm người ta ràng. Tôi nhớ cái thời của tôi đó là cái cọng kẽm đó nó thuộc về gọi là thập bát ban võ nghệ đó, tức là chỗ nào nó cũng chơi được hết. Cái thời của tôi đó coi như là cái nồi, cái chảo, rồi cái xào đồ, rồi đôi dép, rồi thậm chí nói có bị không có tin là nhà quê đi làm đồng đó mà áo rách đó, mà họ cũng lấy kẽm mà cũng, chứ bây giờ lấy cái gì tôi không có biết. Cái cọng kẽm á, tại đi làm đồng mà bây giờ cái áo nó rất dài quá thì chỉ còn nữa là cái gợi kiếm cái cọng kẽm ngoái để cột lại. Là con không có biết cái thời đó là thời của tôi đó, chứ không phải là như bây giờ. Bây giờ thì các vị biết là tuổi trẻ bây giờ nó sướng, nó không có biết cái gì hết. Bây giờ nó còn có cái từ là shopahalism. Shopahalism, không biết ai biết cái chữ này là shopahalism là sao ta? Có nghĩa là cái gì ta, nghiện hả? Gọi là cái gì, cái chữ này là gì, cái gì? Shopahalism là cái gì ta, là nghiện shopping hả? Có nghĩa là một món đồ mấy ngàn đô la như vậy nó chỉ đem lại cho họ niềm vui có 5 phút thôi, người biết không? Họ nhìn nó thích quá đi, lật tới lật lui, lật tới lật lui, suy nghĩ đắn đo, nghĩ đến income và không thèm nghĩ đến outcome. Và mua xong rồi cột vô để cái gì mới được. Nghĩ đến income mà quên cái outcome. Cái outcome là cái gì ta? Outcome là cái gì? Income chứ, income là biết sai hết. Chỉ nghĩ đến cái income là mua được thôi, mua được thì đẫm bèn mua xong rồi bỏ túi sắp đi ra ngoài xe. Rồi là quên mất cái receipt còn giữ trong đó, cái regnum tức là cái phát tuyên là còn nằm trong đó hả? Rồi là cho nó nằm thiên thu tại ngoại, thiên thu bất biến nó luôn hả? Là chỉ biết mua mà không thèm xài, chứ đừng có nói xài hư mà đem sửa lại, chuyện đó là xưa rồi nha. Cho nên bây giờ chỉ nghĩ đến income, mua được là mua, không cần nghĩ đến outcome. Ok, cho nên nói một dòng nó xa như vậy đó. Bây giờ tôi nói qua cái chỉ thứ ba là làm sao thoát được khổ. Em quên nữa, đang giảng tôi đồ quên mà. tụi đồ quần khi không còn thanh kiến thì không còn hoài nghi, có nghĩa là vị đó không còn thanh kiến. Để biết nó chỉ là những cái chớp tắt, thì mắc gì thắc mắc hồi xưa nó là cái gì mà sau này nó sẽ là cái gì, bởi vì nó luôn luôn chớp tắt. Hãy nó chớp bằng cái tia sáng thiện ấy, thì nó sẽ mấy cái chớp sau nó sẽ là quả thiện. Còn nếu bây giờ nó đang chớp tắt bằng cái tia sáng bất thiện thì mấy cái chớp sau nó sẽ là quả bất thiện, chỉ vậy thôi, không có thèm nghĩ nhiều. Ok. Rồi cái thứ ba là không còn giới cấm thủ, có nghĩa là vị này không có còn chấp nhận những cái giáo điều, tính điều mà tào lao thiên tướng mà nằm ngoài cái lý tưởng, ngoài cái tinh thần Bậc Thánh Đạo. Còn cái hạng nhị quả đó là cũng thì ba vị não kia đã mất ở thời sơ quả rồi, cho nên vị nhị quả giảm nhẹ dục ái và sân. Dục ái là đam mê, là cái gì, là đam mê trong mấy cái trần cảnh như là ăn ngon, mặc đẹp, rồi nhìn đẹp, rồi nghe hay, rồi mùi thơm, vị ngon, rồi êm, rồi ấm, rồi mịn, vân vân. Thì cái đó gọi là dục, cảnh dục hết. Dục ái. Còn sân đây là bất mãn. Bất mãn đây gồm có cái gì chứ? Bất mãn đây nghĩa rất là rộng ha. Bất mãn đây gồm có là ghét, ghen, sợ. Ghét, ghen, sợ, rồi giận. Ghét, ghen, rồi sợ, giận. Bốn thứ hả? Ghét, rồi ghen, rồi sợ, rồi giận. Bốn cái này nè thì gọi là bất mãn, phải hiểu như vậy. Ghét, ghen, sợ, giận. Thì trong vi pháp thì kể là sân tật lạnh hối, thì trong đó nó bao gồm như cái tật là cái ghen tị tôi kể rồi. Còn cái lạnh nên là bỏng sẻn, thì cái bỏng sẻn nó cũng nằm ở trong cái này luôn. Có nghĩa là bỏng sẻn là sao, là không muốn cho ra, bỏng sẻn là không muốn mình mất gì, bỏng sẻn là bủn xỉn. Bủn xỉn cũng là một loại tâm sân, mà không muốn mình mất gì, cái này phải ghi nha. Ganh tị cũng là sân, nhưng không muốn ai được gì. Để cái này tôi dễ nhớ ha. Hai cái đó đều là sân hết. Bỏng sẻn á cũng là sân mà không muốn mình mất gì. Còn ganh tị cũng là sân nhưng mà không muốn ai được gì, nhất mạnh chỉ được và chỉ mất giùm tôi hả? Được không? Được không? Cái kiểu này không hết rồi, không cửa nào hết rồi, kinh này ha, không cách nào hết. Không cách nào hết. Coi coi còn không thôi. Đúng rồi, không cách nào hết đâu. Không hết, rồi kinh tôi giảng sau 4 này tôi ngưng. Bủn xỉn cũng là loại tâm sân nhưng mà không muốn mình mất gì. Còn ganh tị cũng là sân nhưng mà không muốn ai được gì. Không có ráng được, ráng nó mất bài, đừng có tham. Bởi vì tự nhiên mình dồn á, mình dồn một hồi đó là mất bạn. Bây giờ nếu bây giờ mà tôi ráng được, ok tôi ráng rồi ráng được, nhưng mà thứ nhất nó nhồi cái đầu không có gì, nó dội nó ói ra, nếu mình mít nó ọc sữa vậy đó, ọc sữa, biết ọc sữa không? Mà thứ hai nữa đó là nó mất bài. Ok, còn nó còn 2 tiếng rưỡi là thôi, xin tạm biệt chị Mỹ, xin hẹn ngày mai. Ok, ngày mốt để xin chào đại chúng. 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 Ngày mốt để xin